Thế tao còn kịp. Cút ra bán. Cái con này nó trêu người tao thề. Mày có muốn mà mày có muốn là mày 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 có biết là một hồi nữa mày đừng hỏi tao là nước biển nó màu xanh mà sao mắt em nó màu nâu. Hello ba, chị mới vô nha. Em chào các chị mới vô. Chị thấy gì không? Quả chuối. Alo 1 2 3 4. Chị trông lại thành chính. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Cút ra Vân là việc Vân. Mày đưa trái chuối tao ăn luôn cho rồi. Thôi mình đi tí ăn đi. Em Vân ơi, mới ăn chén cháo. Không muốn ăn gì luôn. Tao đổ dối đi chứ. Tao đổ cháo đầy cái tô xong rồi tao uống cho nó lẹ. Không muốn nhai, không muốn xúc luôn, cầm xúc về lâu. Nãy giờ con sông quê em gặp hơi nhiều. Ở sông quê đúng rồi, biết mình là sông quê rồi mình tránh ra bên kia một cái đi các tình yêu ơi. Không, sông quê đã sông quê phải vồ vập lên. Hai đứa mày khiêng nó ra coi. Trời ơi cưng quá, cưng muốn xỉu à. Ngày xưa chị làm ở trong ấy, trong chỗ làm của chị đào, ấy hồi xưa. Đứa nào mà vớ vẩn ra tóc bê mè vứt mè đường cho đấy ngồi đi mệt. Chào chị Lê Phan. Cứ 1 2 3 các em, đứa ra đường. Cảm ơn chị Lê Phan. Cho ra sát mép đường ngồi. Mấy đứa bê ta mè 4 đồng đẹp tuổi hôm nay chị. Vài cái nữa. Cho đủ 30 cái. Cái gì vậy trời? Dụ gì vậy trời? Chào các chị yêu mới vào nha, các chị yêu ơi. Ê, đưa điện thoại cho chị cái này, chị xin cái điện thoại cái này. Chị xin cái điện thoại, chị chia sẻ cái. Mày có cầm vào cái mic của mày không? Cái mic gì? Ê, cái này không mở được, đứa nào lên mở chị cái này, chị không biết mở cái này. Nó bắt ấn cái gì, tao không biết. Chị không hiểu cái đấy. Các chị yêu ơi, đầm Nhật nhá, hôm nay có đầm Nhật và tí xíu có đầm Hàn siêu phẩm nữa. Chị nào nhanh tay lẹ chân ủng hộ em nhá, vào ủng hộ em nhá, đầm Nhật. Quá là kinh khiếp. Ê nó nghe, đầm Hàn siêu phẩm mình để ngày mai 8/3 mình like đi em. Dẹp cái này để dành 8/3 like đi em. À không không không, no. Được, con sông quê tí sorry. Ôi con sông quê. Tại mình đi đơn nhiều ngày mai. Tự nói từ ngày mai quê. Ngày mai phải đi đơn nhiều đúng không? Tự nói từ quê. Ngày mai phải đi đơn nhiều trong ngày mai. Chào các chị yêu nhé. Thoát sao? Đấy, mũi tên đấy. Đấy. Đấy, mất rồi, mất chưa? Mất rồi đây. Ôi ôi, mất rồi đây. Alo, em thử mày là tới ngoài kia. Cũng mày, nó lôi một tay ấy. Nó lôi một chân rồi mày đeo hết cái khác rồi đó. Khít năn nỉ mới sợ. Cứt mà cứ tưởng bánh mứt ngày xuân. Đâu 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 sorry. Điện thoại em còn đầy pin nè. Thôi 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 được rồi rồi. Chị ơi em tha cho em với chị. Vô đây chị. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Mình xin lỗi. Dạ em xin lỗi chị nha. Cứt loại ba mà cái chị cứ tưởng sô-cô-la lại một vậy á. Xin lỗi, xin lỗi. Quỷ gì đâu không ạ. Năn nỉ đi, người ta chốt đơn nè. Năn nỉ. Ừ, năn bột. Ơ, năn nỉ, quên. Chào chị Bích Đào nha. Chị Phạm Thảo. À, hôm nay nhận được 4 cái rồi. Úi dồi ôi, các chị thấy không, cứ nhận được đầm. À, nha cục vàng ơi, sướng quá. Chị Phạm Thảo à. Ồ, nhận được đầm rồi, em các chị nhận được đầm hài lòng em mừng. Chị nào nhận được đầm mà đừng có buồn với em, đừng có nói buồn với em. Nếu cảm thấy không hài lòng cứ bảo em đổi cho. Em trả tiền luôn cũng được nhá, đừng lo sợ. Nhà Trúc Phương bán ấy, đùa các chị thề, em bán nhiều khi con đầm 100.000 đấy. Em không thiếu 100.000 đâu, em nói thật. Cho nên không việc gì phải lừa các chị 100.000 đúng không? Em đường đường là một cái shop lớn như thế này, em không thiếu 100.000 đâu. Cho nên em không thể nào mà em lừa các chị 100.000 được đúng không? Rồi con thầm Hàn tụi em bán 200-300 ngàn. Em không thiếu đâu. 200-300 ngàn em không thiếu, em nói thật. Thiếu nhiều chứ vài trăm ngàn em không thiếu đâu. Cho nên là các chị đừng có sợ em lừa có mấy trăm ngàn. Đừng yên tâm, đừng lo gì hết nhá.
không hài lòng em trả tiền cho nhá, yên tâm, đừng lo. Cái bên này những cái hoe rụng mày trời, cái con hắn nó bé nhiều quá, nó quen những cái hoe rụng á, nó cứ tuống xuống. Em chào các chị yêu mới vào nha, các chị ơi, đông mình. À, chị Lê Phan, chị nhận đầm đẹp lắm mà chị ạ. Ồ, các chị nhận hàng đẹp em mừng lắm. Các chị mừng một á, các chị bỏ tiền nó mua hàng mừng một ấy. Chứ em bán hàng em mừng 10 á các chị. Mừng lắm. Mừng hơn ăn ở như con mát ngâm ấy. Thiệt luôn á, mừng lắm luôn á, các chị thấy em mừng chưa? Các chị mới thấy em. Các chị thấy em mừng chưa? Thấy cái phong cách Trúc Phương mừng chưa? Hôm nào đẹp trời em cho xem. Hâm lắm. Con này cho em nha. Con này lụa nha, chuẩn bị em sẽ lên con này. Con lụa nó đẹp như vậy này, các chị đầm nhật đấy. Người ta bán mấy trăm ngàn đấy, 300-400 ngàn một con baby doll lụa mà xịn như vậy này. Nhưng mà em nó chưa có được xịn như vậy đâu. Tại vì nhà Trúc Phương khui hàng ấy, là khui trong mấy kiện đầm VIP ấy, nó đắt tiền lắm, 100 triệu, hơn 100 triệu một kiện ấy. Mày có những cái con mà nó xinh xinh như vậy này, nó có dài đâu, nó qua gối em rồi đấy. Các chị mua em thấy người ta bán đấy 300-400 ngàn, 400 mấy con ấy. Nó như cái con mấy, em bán mấy chục thôi mà hàng. Đấy mà con này nó xịn vậy mà em bán 100 ngàn thì úi dồi ôi, chốt nhanh một kịp. Mà cho ai? Hàng cái chị Bích Đào. Ờ, Bích Đào đây. Tình yêu Bích Đào mở hàng ra chưa, khui hàng chưa, khổ. Hôm bữa nhặt cho một nồi đấy. Em nhặt cho một nồi đấy. Không biết nó có hợp gu hợp ý không. Em nhặt cho một nồi tại thấy xinh quá. Tại vì em làm giá ấy, em ngồi em làm giá. Em đứng em làm giá nhưng mà được ngồi đâu. Đứng đứng cả đêm ấy. Mà em thấy con nó xinh quá đi. Chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương Nguyễn nào giờ. Bọc ra, nó càng bọc. Càng bọc, ừ. Khi chốt được hơn em sẽ kiểm tra tin nhắn. Dạ đâu? Có số điện thoại địa chỉ thì em chốt cho các chị nhé. Còn không có địa chỉ thì em sẽ chốt cho người khác. Để chị đọc lại để cho nó nhanh hơn. Tại vì chị nói hơi chậm. Để chị đọc lại cái khác nhá. Đưa điện thoại để chị đọc lại cái khác cho. Cái đấy nó hơi lề mề. Chị là phải nhanh gọn chất nhất quát chứ lề mề như vậy cũng được. Bán sắp hết rồi. Bán sắp hết rồi. Hôm nay hơi nhiều đúng không? Hôm nay hơi nhiều tiền đấy. Hôm nay ơi, hôm nay cái nồi đấy hơi nhiều á. Em nhặt cho hơi nhiều á. Chào chị Trần Thị Hạnh, em chào chị Anh Phước, em chào chị Lê Phan, em chào chị Kim Châu Nguyễn, em chào chị Thu Thanh, em chào chị Lê Đặng Ngọc Như. Vân ơi Vân. Dạ. Vân xách cái háng Vân lại đây ngồi Vân. Để cho con Vân Anh nó còn đọc, nó xin người ta, hai đứa mình ngồi gần nhau đó. Nó bị ấy á, nó bị kiểu như là tập dụng vào nhau ấy. Nó không nghe được. Đi đấy, đấy, mày xách háng. Có năn nỉ cho người ta ngồi đây thôi, năn nỉ lên đó ngồi. Đứa nào vấp đi kia rồi. Hai đứa gần nhau thì nào nó cũng vấp đi ấy mọi. Nỉ đi người ta lên đấy. Em lăn bột chị được chưa? Không, lăn bột trên sùi không được. Con Vân này thật. Mà con gái tao ngày cho đánh 8 trận. Em chia sẻ bài cái các chị yêu nhá. Các chị giúp em chia sẻ bài cái nhá. Em chuẩn bị lên nhanh luôn đây. Hôm nay em lên hơi trễ. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều con đầm tuyệt phẩm mới khui ra ấy. Cho nên là tụi em đang là kiểm kê chỉnh chu lên, chỉnh chu lên á, đang là tuyển chọn á, tuyển lựa phân loại á, mê mệt luôn, phân loại quên giờ luôn, nhìn đến đồng hồ 8:30, úi dồi, sách háng chạy. Chị thấy gì không? Thấy gì? Lúc em còn ngồi dưới này ấy. Nó ngồi dưới đất. Nó ngồi dưới sách háng ở đây á. Em đợi nó lên cho mới ngồi. Em vừa sách cái háng, em đứng dậy thì nó sách cái háng lên ghế nó ngồi. Ừ, đấy con đấy nó mới là cái con hâm đấy. Không hâm mà là nó khôn chị. Không hâm. Cái con nhầm đâu rồi đó. Cái nhãi nhẹ không? Rồi, ok, em xong rồi đây. Xuống phần lại lên đây đứng nữa. Nhãn thật chứ. Rồi, chị xong rồi, trả điện thoại cho tụi em. Đó. Hết dần, hết dần về gì đó. Hết đi. Ê, nó nghe. Cho chị xin chai nước đi. Cho xin chai nước nóng đi. Bình lấy chị đi, Bình. Bỏ nó đi, Bình. Đó, mày đi vừa. Còn đúng rồi đó. Mày cố hơn tao đi. Ủa, cái này là của ai? Chị cứ nói đi, em đang ấy vào fanpage mà nói. Trời ấy rồi. Lẹ lẹ đi, chị nói chạy cho. Tao tưởng được điện thoại ai luôn đó trời, tao bảo ủa sao điện thoại trong đây cái. Hóa ra điện thoại mày. Không nhỉ? Đây. Tao bảo quái lạ, con nào đưa tao gì đây? Không hơi nặng đấy. Rồi, để im để bác lấy tư thế bác nói nhá. Bác nói nhanh gọn lẹ nhá. Rồi em đã giảm cho rồi, chị lên đi. Ừ. Rồi. Con quỷ nó có tiếng của mày rồi, tao bỏ qua. Bên anh ơi có tiếng nó tao bỏ qua nha, đừng mở này lên nha. Tao để tao thu hồi luôn đi cho nhanh. Mày gì thấy dỗi chưa? Đâu bị dỗi ghê chưa? Mày im được chưa? Xin thông báo, chị nào khách mới xin vui lòng muốn mua hàng chốt đầm bên em, nhắn tin ngay cho em số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger nhá.
Nếu có địa chỉ thì khi chốt được hàng thì em sẽ chốt cho các chị, không có địa chỉ em chốt cho người khác nha. Mất mẹ rồi. Đấy vừa bà có. Thấy chưa? Thấy chưa? Phải có giọng của em. Nè. Thật đẹp đâu. Đây, nói cái này làm sao bấm sao? Phải có giọng của em. Này bây giờ bấm xong không có chỗ nhảy lên. Thôi chị cho. Thế, tao chán rồi. Bờ sao? Nè má. Má có thấy cái chữ gửi tin nhắn không? Gửi chưa? Bẹt. Đó. Rồi bà giờ. Vậy là nãy giờ nói chứ không không muốn hả? Nãy giờ bà nói không lắm. Nghe là bố thiệt chứ. Nghe bà nói cho. Leo. Trời ơi, thằng kia nó nhỏ nhảy cái mỏ nó vô lại bị mất rồi. Xé đi. Rồi cái nào? Cái ai? Mày đưa điện thoại tao đi. Mình điện thoại của tao đi. Ừ. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Được chưa? Mày vừa cái lưu vừa chưa? Rồi, mày mở lên chị ơi. Mở cái lên, mở lên mở thử coi. Mở lên thử coi, mở ra chị. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Bình nào? Mai đổ bình khác đi em. Chắc nước hết hạn. Cụ nước còn hết hạn nữa. Tao tưởng tao lại nghe người hết hạn không nói. Nước hết hạn. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Loa các tình yêu ơi. Loa ui dồi ôi là xinh thế. Con này không tới 100 ngàn. Đây 100 ngàn. L6572. Cái con này đi tiệc cho em. Em tranh thủ nhanh hết cỡ nhé. Nhanh hết cỡ luôn. Chị nào L6572 đi tiệc cho em. Đẹp vời này các chị. Nó đẹp lắm nha. Cảm ơn các chị nha. Cảm ơn chị Thu Thanh nha. Cảm ơn các chị ở đây nha. Chị nào cũng vào là giúp em chia sẻ bài. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Ngày mai 8 tháng 3 thì tụi em sẽ tranh thủ cầu xin là ngày mai hàng mới về nhiều để tụi em bán tri ân bán tặng cho các chị với cái giá cực kỳ rẻ trong ngày 8 tháng 3 nhá. Gì vậy? Gì? Biết em kìa. Chạy men đắp gối ở luôn, nó chạy men đắp chiếu. Diệp cả mình. Chị nào em 6572 lên mã 1 giúp em nhé, 100 ngàn, tranh thủ hết cỡ nhé các chị nhé. Các chị thấy em được tư thế ghê không? Mẹ mày, giờ nó thấp không nhìn chỗ. Chị nào eo 74 quay về nhé. Con này 150 ngàn nhưng mà đầu like em bán 100 ngàn, chị đầu nhanh tay thì chốt được nhé. Con này em sẽ áp dụng chị nào chia sẻ bài nhé. Con này là các chị biết 150-200 ngàn một con ha. Phong Âu như vậy ha, đẹp vậy nè. Chị nào có hiện người chia sẻ eo từ 65 đến 74 lên cho em mã số 2. Em ơi con số 2 áp dụng chia sẻ nhá. Chị nào có chia sẻ. Đây em có cái điện thoại à? Ê tao không thiếu điện thoại nha con mắm. Không biết. Đặt trên đây có một cái à? Mày nhớ là bữa nay tao bán này là có đa số là có áp dụng chia sẻ. Thì mày trước khi mày lên live mày làm ơn mày xách cái hàng cho chị Diệu Hoàng. Mày xách cái hàng của mày về nhà mày lấy điện thoại em bao cái. Tao 10 cái điện thoại là 11 cái đấy. Xin mời. Chị nào L80 quay về dùm em. Con này không đẹp nghỉ lấy tiền. Không đẹp là nghỉ lấy tiền luôn. Một đẹp không? Không nhìn thấy chị mà giờ phải lên xem ai để có chị. Chị Dương Nguyễn chưa hiện người chia sẻ này, giúp em nút chia sẻ nha chị Dương Nguyễn ơi. Chị Dương đây là chị Mỹ Hiền nè. Chị Mỹ Hiền. Chị Kim Hà cũng chưa hiện người chia sẻ chán đời thế. Chị rẻ bài em bố rồi. Kẹo có chưa? Thế luôn bán rẻ cũng đồng bao nhiêu tiền. Mỹ Hiền có chia sẻ rồi. Ê, chị, số 1 mà hay số 2? Số 2. Rồi số 2 chị Mỹ Hiền có người hiện người chia sẻ rồi. Số 2 cho chị Mỹ Hiền. Chị Mỹ Hiền ơi, chị đã hiện người chia sẻ rồi, em chốt con đồng vàng cho chị nhá. Con đấy 200 ngàn một con đấy, 150 nó luôn đấy. Em bán có 100 ngàn thôi đấy, em bán có 100 ngàn thôi đó. Cảm ơn chị nhá. Tại vì nhớ có nhiều con đầm nó rất là đắt tiền. Thôi mày tội nghiệp nó vậy, thôi đi mình dẹp đi. Mày lấy điện thoại của mày mở nó được vậy. Con này cho em 80 nhá. Đây mã số 3, mã số 3 đẹp lắm các chị ơi, đầm đẹp lắm. Đầm Nhật nhà em khỏi phải chê luôn á. Các chị khỏi phải chê. Chị nào mà hợp gu nhà em tốn tiền vãi. Nó đẹp mẹ. Em không bán đầm theo số ký nha các chị ơi. Nhìn con đầm đi tiệc của ai, có chị nhìn này. Cái form này là form xinh nhá, các chị nhìn này. Đầm form xinh á, là nó ngang cái bắp chân nhá. Số điện thoại địa chỉ trên line nha các chị ơi. Các chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin và cho bỏ nha chị ơi. Ủa là tao ngồi trên này, sao tao biết ai cho rồi. Con kia nó báo.
Con này cho em eo 6572. Trời ơi, nó đẹp. Cái kia lên đi bé. Eo 6572 giúp em. Eo 6572 lên em, bà số 4. Số 3 cho chị quần ăn chặt. Số 4 100.000. Con này một lớp, không có mỏng đâu, mặc thoải mái được. Còn chị nào mà không mặc được một lớp đừng có chốt nhá. Về nhà mất công, em ơi chị buồn quá nữa nó mỏng. Chị nào mà nói buồn là em cắn chạy nọc luôn á. Hiểu không? Chị nào mà cái buồn mà cái cắn chạy nọc luôn á. Tại vì khi người ta bán người ta nói như thế này rồi mà không không chịu nghe rồi sớm xa sớm xác chốt vào về cái buồn em cắn chạy nọc. Đẹp quá. Đẹp vậy. Sao mở nhỏ tí vậy? Toàn bộ đồ đạc để trước cái loa dẹp ra vậy. Mẹ mở đi dí trong cổ giống kiểu Trúc Phương hết hơi. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Nhỏ lại một tí, hơi to lớn quá. Chị nào eo cho chị Kim ăn hà. Chị nào eo 78 nhá, cái này một lớp nhá, mặc được. Còn chị nào không mò mặc được một lớp á thì đừng chốt nhá. Đây, còn cái nào em cảm thấy nó mỏng quá thì em gọi là xuyên thấu để các chị biết đường nhá. Con này là các chị biết là nó một lớp thôi nhưng mà nó mặc được nhá. Lên cho em mã số 5 nhá, 100.000. Chị biết đứng thật, chị bóc cười ghê. Vậy các chị nhìn thấy không, mẹ đứng ngay chỗ vậy. Em mà chụp mình ở đâu hết chứ nào. Đứa nào chụp? Đứa nào? Đứa nào chụp? Mai là ta tử lương. À, chụp rồi. Chị nào eo 65 nhá. Eo 65 giùm em. Con này cưng quá. Eo 65 giùm em, cái này đầm sinh nó không có dài thế mà cá đâu nhá các chị nhá. Đầm sinh ngang bắp chân. Đầm sinh là ngang bắp chân nhá. Chừng nào? Số 5 cho chị Nguyễn Ngào. Em 1m55 ngang bắp chân này, ngang cái bắp to này. Đấy. Đầm sinh nó chỉ như vậy mới sinh nhá. Ren xịn nhá. Gì? Dù gì? Con kia sao đầu xù tóc rối kìa vậy? Gì? Sao mặt nhợt nhạt? Nhợt nhạt kìa vậy? Mày cắn cu nó cắn cu mày bây giờ kìa. Ủa? Chưa có số điện thoại địa chỉ phải chốt cho nó cắn cu mà được kìa. Hôm nay ai biết? Bây giờ sao? Giờ mày ngồi đâu mới biết được? Ngồi chỗ này đúng không? Ngồi sau đít ràng đúng không? Thì mày muốn ngồi sau đít ràng đúng không? Mày ngồi đâu mà mày cảm thấy chốt được thì thôi. Cho một cái điện thoại. Con này cho em nhá. Con này dùm em eo 65 lên cho em mã số 6 nhá, 100.000. Cho một cái điện thoại. Cho nó cái điện thoại kìa. Điện thoại của nó không xài được. Không phải. Điện thoại của chị ấy. Con đẹp quá. Được, con này đẹp quá nha. Con này siêu đẹp. Ủa mày hỏi con kia chứ. Em mới mày cứ chấm một phát vào có không tôi tự nhìn. Con này nó ngồi rảnh nó kêu nó chấm này, em nhìn thấy khách mới nó đọc tên em tự chấm vào nó. Em ngồi làm gì? Em thấy nó đọc tới đâu là biết là khách đang mới rồi em chấm liền vào. Còn nó bao nhiêu việc đây đâu rảnh hàng đâu. Em ngồi rảnh hàng em chấm vào. Nó đọc tới bà đấy là em chấm vào liền. Rồi em tự xử lý, tí nó đọc tới người đấy là em nhắc luôn người đấy cho địa chỉ rồi. Chưa cho, nhắc luôn. Mỗi đứa một việc chứ. Chị nào eo 6572 nhá. Eo 6572 màu đen đi tiệc nhá. Màu đen đi tiệc lên cho em mã số 7 nhá, 100.000. Ô, con này von tơ đẹp quá. Von tơ cho em. Con này von tơ siêu đẹp nha. Chị nào mà eo từ 74 em căng ra được eo 78 á. Eo 74 78 giùm em nha các chị nhá. Eo 74 78 100.000. Lên em mã số 8 100.000. Con này xinh này, con này bao xinh luôn. Nhìn này các chị, nó có chút eo này, đầm lụa, cái chất lụa các chị nhìn này, chút eo đằng sau này. Con này dành cho các chị nào eo 70-74 nhá. Nhìn này, trời ơi, xinh quá. Trời ơi, mặc con đầm này xinh lắm các chị ơi. Mặc ở nhà thì chồng nó yêu chết, mặc ra đường thì thiên hạ yêu chết. Eo 74 quay về lên em mã số 9 nhá, 100.000. Trời ơi, một con hàng hiệu. Một con hiệu xịn sò cho em. Một con tiểu thư nhá. Một con tiểu thư. Chị nào eo 74 quay về eo 70-74 nhá. Lên em mã số 10. Mã số 10. Mở lớn lớn chị ơi. Mở con đó lớn chị ơi. Em mẫn bấm lên mấy lúc sao không có nghe tiếng gì thôi. Alo 1 2 4. Alo. Alo lô lô lô. Chán nhở. Chán quá mấy chán quá. Chị ơi. Em lên tới số nhiều rồi. Số 10 má. Không, số máy thôi, số máy loa. 22. Chậm chứ. Mày chậm cái gì mà chậm? Xong quê nhiều quá đó chứ. Sao cái số mày toàn là xong quê vậy? Chúng ta ngồi đây có thấy chị đâu. Mày
sách háng lên ngồi nè, ngồi sao đít thế này nè. Thôi vừa đó mới chị nhìn, chị không quan sát đầm được. Tao tưởng mày ngồi đấy không anh mua đập tao luôn đấy chứ. Con này đẹp nha các chị nhá, von cực kỳ đẹp nhá. Cái này von cực kỳ đẹp. Cái con này đẹp lắm đi. Con này đi tiệc á. Con này eo từ 65 đến 72, 74 nhá. Eo từ 65 đến 74 mặc được hết nhá. Tùy theo cái này rút dây vào nhá. Đó, eo 65, 74. Đẹp quá. Lên cho em mã số 11, mã 11 cho em, 100.000. Thung lạnh, xì tai của em. Đây là một con thung lạnh hoàng gia nhá, xì tai của em. Cái này mặc tây lắm nhá các chị nhá, mặc lên đi. Xong rồi chỗ này này, nó như vậy này. Nó xinh lắm nhá các chị nhá, mặc với quần sọc. Nó giống như con đầm, nó dạng dạng như là mấy con đầm em hay mặc lai đấy. Nó xinh lắm nhá. Cái này các chị eo 80, 82 đều mặc được nhá. Eo 80, 82 đều mặc được cái con này thung lạnh. Mã 11 cho chị Mỹ Hiền. Thung lạnh hoàng gia, cái vai của nó trồm ra. Cái này khi các chị mặc á, nó rất là xinh, tùy cột dây đây nhá. Con này hàng xịn đó các chị ơi, mặc như không mặc á, 100.000, eo 80, 82 quay về nhá. Lên em mã 12, mã số 12. Mày dây đứa nào để đây đây? Viên bọc dây này, đứa nào để đây, cút ra. Chị Trung Mai ơi, chị có mã số 10 rồi nha chị ơi. Con này mã xinh nha. Mã 12 cho chị Ngô Thanh Vân. Tiểu thư nhá, con này tiểu thư không có dài đâu nha. Mấy con tiểu thư đáng trẻ này, nó chỉ có tầm phủ gối hoặc trên gối hoặc là dưới ngang cái bắp này thôi nhá. Con này thì nó phủ gối em này. Mấy con đầm xinh nó không dài đâu, các chị nghe tôi rõ vào rồi chốt nhá. Đừng có chốt về rồi bắt đầu em ơi ngắn với dài là em bực mình nhá. Trừ khi các chị bảo em ơi nó rách là em chịu luôn á, trừ tiền luôn á. Còn đừng có bảo em nó ngắn với nó dài nó không ảnh hưởng tới lỗi của em, các chị hiểu không? Đấy, chị nào eo 65, 72, trời ơi tiểu thư quá. Eo 65, 72 lên cho em mã số 13 nhá, 100.000. Cái gì cho nhau dám đòi việc với em? Em lấy cái kẹp con này vô, dính màu. Mã 13 cho chị Mỹ Hiền. Con này cho em nhá, con này đẹp quá. Con này đẹp quá. Chị nào eo từ 65 đến 74 nhá. Con này xinh quá các chị ơi. Eo 65 74 lên cho em mã số 14 nhá, 100.000. Em lên cho nhanh này. Nhanh còn kịp. Con này không xinh không lấy tiền. Con này chất thung lạnh, màu của nó màu xanh rêu nhá. Chả hiểu kiểu gì lên gần đèn nó trả ra màu xanh. Đây đứng đây màu xanh này. Đứng đây đi. Đứng mẹ đây cho ra màu xanh nhỉ. Thung lạnh cho em. Chị nào eo 80 quay về nhá. Eo 75 80 lên cho em mã số 15. Mã 15. Mã 15. Mã 14 cho chị Ngô Thanh Vân. Cái con này này, em nói mặc cứ như không mặc ấy, mềm lắm luôn các chị ơi. Gì mà nó mềm, cái vải gì mà chỉ có muốn mặc vô không muốn cởi ấy. Thích lắm, cái này tây á, cái nách này, nách cánh rơi này, tây lắm. Chị nào eo 90 quay về nhá. Eo 90 quay về lên em mã số 16. 100.000. 100.000, 100.000, 100.000 mà đẹp giấy. 100.000, 100.000. Tuyệt phẩm Babydoll. Bẹp vai nha các chị nhá. Cái này bẹp vai này. Nhìn nha. Cái này bẹp vai Việt ơi vào cho em nhá. Mặc ở nhà nó xinh xinh vào này. Mã 15 cho chị Ngô Thanh Vân. Dễ thương lắm. Bao dễ thương luôn. Chị nào eo 78 quay về nhá. Ai thích bơi thì bơi nhá. Đấy. Còn ai mà không thích bẹp ra thì các chị về tự nhíp nhíp nó bớt vào là được hết nha. Lấy kim nhíp 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 bớt vào là nó tự hết được hết nha. 16 xinh lắm. Con này xinh quá đi á. 16 con mô. Con nó 16 rồi hả? Giờ con 7 hả? Mã 17 nha, mã 17 giùm em 100.000, đẹp quá. Trời ơi. Đấy nó nghe. Chị thỏ trắng được bao nhiêu con rồi? Chưa được 30 đúng không? 30. Được 3 chưa? Nhớ. Hình như là phải thiếu 1-2 con nữa, 30. Bỏ con này vô cho đủ 30 đi. Chắc cho đủ đi. Thỏ trắng này sau em đúng không? Đúng không? 16 em hết rồi mấy chị ơi, mấy chị. Chắc phải hỏi em với mấy chị ơi. Đây, thỏ trắng đây. Mày vứt con này vô luôn em ơi. Piu. Xịt tai của em, trời ơi xịt tai của em đem ra bán, trời ơi. Trời ơi xịt tai của tôi mà đem ra. Ê. Hồi nãy chị quên mẹ đi đưa cái đầm hồi chịu kiểm á, quên. Trời ơi tao mày không nhắc tao. Trời ơi, mày hoách nhắc chị gì hết trơn con này. Con ừ nữa. Con ừ nữa. Nguyên cái đầm hồi chịu kiểm nó chưa rồi tới luôn á, mày nhắc tao là tao vơ một phát là xong rồi.
Cái này xì tai của em nha. Em chốt con này. Ý nó mang đầm của ta ra đây nó bán luôn đó trời. Đầm của chị mà sao chị bán được. À quên, chị nhờ cô Hương chặt. Chị nhờ cô Hương giặt. Xong rồi tụi nó đem đi ủi. Đem vô ủi luôn á. Xong rồi đem xong mang đi kiểm luôn á. Xong mang đi kiểm luôn á. Xong mang qua đây bán á. Đầm của chế đó. Hai lần rồi đó. À, dạ em mặc hai lần rồi đó. Ừ, mặc hai lần. Vừa cái nơi bà là, chưa? Là không bán đó. Chị nói nè. Con này đẹp quá. Chị nào eo 6572 nhá. Dập ly dập ơ. Eo 6572 lên cho em mã số 18 nhá. Mã 18 giùm em nhá, 100 ngàn. Một con viên xịn sò dập ly dập ơ. Cái con viên này có dập ly nhá. Chất lụa này. Có sợi dây này, nhưng mà con viên này không có dài đâu. Con này mà dài thì chị mua tiền triệu á. Con này nó qua đầu gối em này, xinh không? Những con viên này rất là xinh. Trời ơi, nó dễ thương thế này. Đùa đâu mà. Eo 6572. Chị nào eo 6572 thì chốt cái con này cưng nhá. Cái này. Cái này người ta gọi đầm xinh. Thì chị Nguyễn Thị Hành Thắm. Nó không có dài đâu. Mã 1 cho em nhá. Mã số 1 cho em. Mã 1 cho em nhá, 100 ngàn. Tèn 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 form Âu. Chúc mừng chị nào chốt được con Âu hàng hiệu Uni. Uni. Chị nào eo từ 65 đến 74. 74 là không được rồi. 74 thì nó hơi kích cái bụng. 72 thì quá đẹp. Eo 6572. Chị nào eo 6572 con form Âu đẹp nhá. Nhìn này. Trời ơi nó đẹp như vậy này. Con này lên cho em mã số 2. Mã số 2 giúp em nhá. Nó hàng cái Uni đồng hàng đó. Số 2 nhé, số 2. Giường chiếu cho em. Một con tuyệt phẩm giường chiếu nha. Cái giường chiếu này các chị mua vào trong shop chị. Số 2 cho chị Hồng Hà thì đó. Mua đắt tiền lắm các chị nhìn này, giường chiếu mà cỡ này này. Giường chiếu mà nó ren mà nó cái gì? Cái này là von ren bùng mềm đó các chị. Lưới vậy này. Mà nó dập ly quạt như vậy này. Nó ở trong cái mà khu vực ăn chơi của phụ nữ mình ấy, chị em phụ nữ mình á. Đắt tiền đó chị nhá. Con này thì nói chung là nó vài trăm ngàn một con, gần triệu bạc đấy, rẻ đâu. Những cái con ăn chơi này. Chị nào eo 6572. Các chị nào eo 6572. Không có nhà nên giao hàng không được, chắc mấy ngày nữa mới nhận hàng được nha em, chị Phan Âm. Dạ ok chị. Bên con nó lưu được 5 ngày được mà. Nó lưu cho 5 ngày. Các chị ơi, eo 6572 giường chiếu hạng sang. Đây em mã số 3 nhá. Mã số 3. Nghe giường chiếu là chốt rồi. Trời ơi, con này cưng quá. Con này siêu cưng luôn đó trời. Nhưng mà cái này tụi em để dây gì mà cột đầm dây mà cột tới cổ về gì nó đầm xấu mà cột làm gì đấy. Ta nhìn thấy ta chẳng muốn mua, ta chẳng muốn bán luôn đó. Cột cái dây nó nhìn nó cân cân cái đầm chị này. Cột cái dây chán đời nhỉ. Con này co giãn thoải mái luôn nhá. Eo 6572. Con này hàng hiệu Paris nhá. Hàng hiệu Paris. Nó co giãn xịn không? Xịn không? Báo xịt con này luôn. Chị nào em 6572 lên em mã 4. Mấy cái con này tụi em kiểm rồi em làm ơn. Mình làm sao mình nhìn cho nó đẹp đi. Không phải đâu, mấy ông nội cái gieo mà nhắc hoài. Mấy ông cứ gieo xong bán lên vậy thôi chị. Lúc mình kiểm á mình làm luôn đi. Cho nó treo, nó đợi nó treo. Nó có đàn ông nó biết gì đâu. Treo cái quần xịt còn treo ngược đấy mày. Nó không gì thì treo cái đầm. Tao nó thẳng nó thật luôn. Tụi mày con gái, tụi mày khéo léo. Tụi mày làm đi rồi đợi mấy thằng con trai nó ngồi. Nó cột quần xì nó còn chưa điện được. Nó cột đầm. Con này cho em nhá. Một lọ khe. Lọ khe. Có không? Ai biết nói đại rồi đó. Chị nào eo 74 quay về cho em. Đứa nào kêu tao mõm tao vả mẹ thích cụ. Chị nào eo 72 quay về nhá. 74 thì nó hơi kích một tí đấy. Tại vì cái này nó nằm ở giữa 72, 74. Nếu mà 73 thì quá vừa. 72 thì thoải mái. 74 hơi chật. Các chị cứ lấy eo 72 đổ về cho em. Lụa nhá, lụa xịn nhá, lụa mới tinh nhá. Cái con này đầm xinh, nó không có dài đâu, nhìn này. Em 1m55 phủ gối như vậy này. Nó là đầm xinh, cái gì này. Xinh không? Mặc nịch tai vào như kiểu tiểu thư ấy. Xinh không? Không xinh là không lấy tiền nhá. Lên em mã số 5 nhá. 100 ngàn. Con này còn nguyên tem. Mấy con này đắt tiền đấy các chị, mấy con này này, mặc sướng lắm. Mấy con này ở trong tụi em u trong mấy cái đầm VIP mới có đấy. Cái đầm Nhật VIP ấy. Con này còn mới nguyên tem này. Con này dành cho các chị eo 80 quay về nhá. Đây. Này xì tai của em. Chị nào eo 80 quay về lên em mã số 6 100 ngàn.
Xì tay của em. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Mã số 6 cho chị Nguyễn hả? Chị nào L7476, L7475 mặc thoải mái luôn nhá. Lên cho em mã số 6, mã số 6 100.000. Ăn chơi nha. Ủa? Số 6 dưới đây nè. Ơ vậy số 7 sorry. Tại tụi mày để cái tụi em đó em không nhanh lên. Em mò giống như sẩm mò háng ấy. Em ngồi chỗ đó là chị xếp mặt cho đó. Em mò như sẩm mò háng ấy rồi mày để tôi cái chỗ 6 ấy, tao đương nhiên tao phải nhét vào đấy rồi. Ôi mấy chị lên lộn luôn kìa. Do cái con mắm nhà em á các chị để. Mã số 7 cái gì thôi chị. Đầu em đang để vào trong mấy con đầm dây giường chiếu này này. Mà nó để số cho em như vậy này. Kẹp cho chị kẹp vào đây coi tôi dặn bao nhiêu lần rồi. Một là mấy con đầm đập chéo này. Chị dặn bao nhiêu lần rồi các em không nghe lời chị ấy. Để tao lên like tao phiền tao la nữa. Đây tụi em để như vậy thì nhìn ra cái đầm dây chứ. Để tụi em nhìn chán. Tao nhắc hoài không lớn được các em. Đây một con đầm dây lụa nha các chị nhá. Lụa nhá. Cái này lụa. Lụa. Cái gì mà nó con kia vừa nói gì? Bọn em nói với ông kia chẳng nghe đâu. Mày không, đứa nào không nghe mày tán xéo háng đâu. Bảo em mà nói mấy anh không nghe thì em mét chị đó. Ôi mặt nhỏ 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 ra chị ghét lắm. Mày tán xéo háng đâu. Eo 80 quay về nhá. Eo 80 quay về lên cho em mã số 8. Đứa nào mặt nhỏ nhỏ. Mặt nó nhỏ nhỏ mặt thế nào mày tả tả thôi. Thằng nào mặt nhỏ nhỏ. Mày tả mày kêu tên tao ơi. Rạng đúng không? Bọn em ném ra cả lông mà ném không đồng ý ném lại chị ạ. Phải nhấc ra đưa tận nơi mới chịu cả lông. Nhấc ra đưa tận nơi? Ừ. Mới chịu cả lông? Mà số 8 của chị sao kia? Còn có cái rổ là phải ném vào rổ, ném mà trượt là tự nhấc cái đít lên. Thì đúng rồi còn gì nữa? Ném trượt rổ rồi nhấc đít lên mà bỏ rổ cho ta. Ném xa mà. Ai bỏ người ta? Đấy không biết bỏ vô đi. Thì em để còn gọn nhiều nhiều đi em bê đấy. Một lần em để bỏ gọn người ta. Mỗi một người làm gọn một tí. Một người ném xa, ném ra ngoài. 10 người ném ra ngoài. Còn người ta ngồi đấy người ta phải hầu các em đúng không? Lâu lâu với bà mới ra bà ơi. Không biết lâu lâu không? Tụi em ném sai rồi đấy. Tụi em bị sai rồi. Mà nó quẹt ra ngoài rổ có miếng. Còn không thì mày nói nhẹ nhàng cho người ta. Anh ơi, anh bỏ vào cho em cái. Nói nhẹ nhàng. Mẹ lại cười cười thì cười. Nó cười kệ. Cười kệ. Người trưởng thành bà chị Châu. Em bảo anh mày ngọt cho một tí coi. Mày gác cho mắm tôm vậy. Mạnh vùng què gì mà ông cũng chả nghe. Mày ghét. Tại sao thế các em làm sao vậy? Bị làm sao ý? Bị làm sao vậy? Bị ghét lắm. Sao thấy trai đẹp mà cứ ghét nhau vậy? Tao đua trai đẹp về cho chúng mày cứ ghét nhau như chó mèo vậy là thế nào? Các chị thấy chán đời không? Đưa trai đẹp về cho chúng nó vẫn ghét nhau như chó mèo ấy. Chạy nổi anh ơi! Anh làm ơn anh bỏ cho em cái đầm vào cái! Bây giờ anh bỏ không? Đéo! Sáng xéo háng chưa? Đéo bỏ mình nhé. Bán đi bà má Hậu Giang! Dạ em đang bán. Em đang bán đây mấy mẹ. L90 giùm em nha, L90 quay về. L90 quay về giùm em, con này siêu đẹp nha. Con này siêu đẹp luôn á, rờ sướng lắm. Lên cho em mã số mấy má? Số 9, sợ mày quá. Số 9, chúc mừng chị nào chốt được con này này, dễ thương này. Con này siêu dễ thương nha. Con này nó không có dài đâu nha. Chị nào mà cao 1m6 là mặc nó gần, nó lên trên đầu gối đấy. Còn em 1m55 lùn lùn mà phụ tùn nó đặc biệt á, thì nó qua đầu gối. Đó, vậy đó. Cho coi cho chưa vậy ơi. Chị nào mà L70-74 nha. Size M và size L đấy. L70-74 á thì mặc cái con vin này xinh nè. Cái con này mà con dài thì... dài xuống tới. Chị Minh Hồ chưa cho em đầy đủ thông tin và tin nhắn Facebook em xin phép. Không chốt con này cho chị. Cái gì vậy Vân? Dạ. Em nói đi. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Các chị khách mới mà muốn chốt đầm bên em, chị nào khách mới muốn chốt đầm bên em được nhắn tin liền vào địa chỉ, địa chỉ và điện thoại vào trong tin nhắn trước đi, rồi mình chốt dính hàng á.
thì em sẽ vào đấy em kiểm tra có địa chỉ để em chốt cho các chị, còn các chị không có địa chỉ em nghỉ chốt luôn, để tránh trường hợp em thả con đầm này xuống, sau một hồi các chị xách háng các chị đi, các chị không chọn địa chỉ em lại lôi con đầm này lên, mất hết duyên em nhé. Em không chốt kiểu đấy đâu. Chị nào khách mới muốn mua hàng bên em cho em xin địa chỉ trước đi nhá, nhắn vào tin nhắn đấy, nhắn vào trong tin nhắn Facebook ấy, Messenger đấy, rồi tụi em mà các chị ra đây chốt dính hàng thì em chốt cho các chị nhá, còn không em không chốt đâu nhá. Hôm nay em chơi cửa mới chứ em bây giờ em mệt lắm rồi, các chị toàn chốt xong các chị xách háng đi mệt lắm rồi. Em 70, 74 của chị nha, chị Tuyết Doãn ơi. Mã 10 cho em, 100 ngàn. Hàng hiệu Forever. Hàng hiệu Forever nhá, con này hàng hiệu Forever nhá. Dập ly dập ơ này. Cái này đầm sinh không dài nhá. Em nói luôn nhá, đầm sinh nó không dài nhá. Em 1m55 là ngang bắp chuối như vậy này. Mã số 10 cho chị xưa bỏ. Còn là đầm mà dài lê thê á, là đầm sang nhá các chị nhá. Còn đầm sinh nó ngắn ngắn nó mới sinh nhá. Ngắn ngắn mới sinh. Con này size S và size M, eo 65-72 lên em mã 11. Chị nào mà sớm sáng chốt trước một tí thì xả em ra. Em ơi chị không vừa thì em đọc eo xong mà em ơi chị không vừa thì em chặn Facebook các chị luôn đấy. Chị nào eo 78 quay về nhá. Chị nào eo 78 quay về cho em. Ê từ từ, từ. Con này chị thích quá. Má ơi bò cho chị Diệu Hoàng. Một con lụa xịn như vậy này. Em 1m55 phủ gối. Chị nào cao 1m6 giật lên cao. 1m55 phủ gối nhá. Con này lụa xịn eo 78 quay về lên em má số 12. Một con dây xịn nha. Một con dây siêu xịn này. Các chị nhìn này. Nhìn cái chất này của Nhật nha các chị nhá. Chị nào eo 80. Chị nào eo 80 quay về xe S, xe M, xe L, XL bơi vào đây cho em. Con này con xịn nha các chị nhá, không con bình thường nhá. Nên em bán số 13 nhá, 100 ngàn. Đi tiệc cho em. Đầm xinh. Đầm xinh là đầm như thế này này. Người ta bán mấy trăm ngàn một cái đấy. Em bán 100 ngàn được không? Về cho các chị bán có lời luôn. Chị nào mà eo 70, 74 đâu? Eo 70, 74 nha. Còn không? Lên em mã số 14. Mã 14 rồi em. Con này không. 12 cho chị Ngọc Hân. Một con đen lụa nhá. Các chị nhìn này, hàng của Nhật ấy, vai nó chồm vào đây này. Nó không có cắt nha các chị nhá, nó không cắt vai. Không biết sao mà nó đẹp quá, nó không có cắt. Mà nó may cái kiểu này đẹp quá. Chị nào eo 80. Eo 80 quay về lên em mã 15, 100 ngàn. Không cho số điện thoại để chỉ trên like nha các chị ơi. Các chị về tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin vào trong đó nha các chị ơi. Nó mới lắm các chị ơi, con này nó mới vật vã nhá. Mấy cái con em thấy bên nước ngoài ấy, người ta may đầm vào trong cái đầm Nhật nhà em ấy, kiểu như nó lời nguyền hay sao các chị, lúc nào von xịn nó cũng phải đi đôi với cái rin này này đó. Mà cái rin này á, nó không phải là 10 con em khui ra em lấy được 10 đâu, 10 con khui ra vất đi 9 con ấy, nó rất là ít con mới như vậy nhá, rất là ít con mới như vậy. Bởi vậy cho nên tụi em khui ra lỗ là vì vậy đó các chị. Con nào đẹp mới bán, không em vất đi á, con này mới tinh nhá, nó phối về này đẹp lắm. Còn đa số là khui ra vắt đi không á. Chị nào eo 65-74 nhá. Các chị khách mới xin vui lòng không cho số điện thoại địa chỉ trên like. Làm ơn cho em số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Facebook để nhà em tiện việc chốt đơn và gửi bên like cho các chị. Cái này cái gì vậy? Em xin chân thành cảm ơn. Ủa cái này đâu ra vậy? Thôi mình đừng mở đây nữa, lâu đời rồi. Số lệnh mày tha tội tao Vân. Nhưng mà đâu có tên anh. Cũng phải đâu. Thôi nha. Bỏ lộ tên nhá. Anh Vân Anh. Sống quê nhá. Vân Anh mà. Mẹ 16 đây. 16 chị bắt đầu. Con này đẹp quá. Nằm gặp cháu mình con kia. Chứ sao ngồi đây không thấy bà chị nghe thấy gọi lộ tên phải hú lên chứ. Chị Nguyễn Thư Lê ơi. Cái con này này. Con này này, đẹp chưa? Nhưng mà tiếc là con này size nhỏ. Con này nó cái dáng của nó cũng ngắn hơn mà nó xẻ cũng nhỏ hơn cái con mà em đưa chị. Con này có 300 rưỡi thôi. Mà chị vừa chị mặc được không? Chị bắt đầu. Chị thích con này không? Thích thì chốt. Con này thì 350 thôi. Thì con của chị á, nó chất tay hơn, nó nặng tay hơn, nó xịn to hơn ha. Chào các chị mới về cho xin mới chia sẻ nha các chị ơi. Được, mình về đây. Cái này size 9 R và size 9 lớn à? Size 9 lớn eo 78 à? Ồ, eo 9 lớn eo 78 mà chị vừa này. Size 9 lớn eo 78 chị vừa đấy chị Thu Lê. Ôi, con này chị vừa đấy. Cái này nó để size 9 R, eo 9 R là 9 lớn nó qua size 11 được rồi. 11 phải là eo 78 được rồi. Em 74, 78 rồi. Hốt đâu chị ơi. Hốt thì em để cho 350. Ok chị Nguyễn Thu Lê. Con này rất đẹp. Nhưng mà để chị cầm về coi. Cái con này với cái con mà chị nhận. Chị nhận hàng chưa? Chị Thu Lê nhận hàng chưa? Chị nhận được hàng chưa? Nhận cái con đen em đưa chị chưa? Nhận con đấy về mới thầy mê Trúc Phương luôn. Nhà em không bán đầm vô số tiền. Sửa giá con đấy chị. Đo vòng eo rồi hắn chưa chốt hộ em nha.
nhà em bán không bán số ký đâu các chị. Các chị nào mà không biết số đo vòng eo của mình đừng có mua đầm nhá. Đừng đi mua về mặc vừa đâu. Con này nhá các chị nhá, con này xinh nhỉ. Con này xinh lắm luôn ấy, đầm Nhật nó xinh quá đi. Chị nè, sáng xuông nhá, eo 78 quay về ai cũng mặc được hết nha. Cái này màu xanh ở ngoài đẹp lắm. Màu xanh trong hình nhìn chán đời nhỉ. Con này cho em, cái này đầm xinh không gầy đâu nha, nhìn này, bằng con đầm em mặc thì thôi. Đầm xinh mà nói dài nữa thì ra đầm gì. Con này mã số 18 nhá, 100 ngàn. Sửa giá của nó 350 chị chưa? Rồi. Chị Nguyễn Hoàng. Chị Nguyễn Hoàng ơi, chị có ở đây không? Con này chị Thư Lê cũng thích, nhưng mà chị Thư Lê nhiều quá rồi, chia sẻ nhau. Chị Nguyễn Hoàng ơi, chị ơi, chị ấy đâu? Đứa nào cài cũng cho cặp kiểu này đấy. Đây là con đầm chứ phải con áo khoác. Cài vô. Chị Nguyễn Hoàng ơi, chị đâu rồi em lại dụ chị tốn tiền nào? Ô tiểu thư đẹp quá. 18 đâu. Đây, 18 đây. Trời ơi, nó đẹp. Con này đẹp lắm đó. Chị Nguyễn Lê con nhé. Con nút em để hai con cho chị Nguyễn Hoàng đấy, tại vì chị Nguyễn Hoàng chưa được con nào đẹp như vậy đâu. Chị Thư Lê được quá trời rồi. Chị Nguyễn Hoàng có vào đấy không? Nguyễn Hoàng không lấy là mấy chị hốt hết rồi, mấy chị đang đòi quá trời kìa. À ở đây có hai chị, có chị Mỹ Lệ Vũ này, chị Nguyễn Hoàng và chị Thư Lê. Chị Thư Lê thì nhiều quá rồi, đừng có lo, từ từ. Còn em phần cho hai chị, em phần cho chị Nguyễn Hoàng một con với chị Mỹ Lệ Vũ một con. Chị Thư Lê nhiều quá, con đẹp rồi, nhiều con đẹp rồi. Cả đầm đen tranh vẽ cũng nhiều con đẹp lắm. Em để phần cho chị nhiều con đẹp lắm rồi. Còn hai chị kia chưa có con nào hết á. Hai chị kia chưa có con nào đẹp như vậy đâu. Chị nào? Chị Nguyễn Hoàng vào chưa? Chưa thấy chị Nguyễn Hoàng. Vậy thì chị Mỹ Lệ Vũ. Rồi chị Mỹ Lệ Vũ. À chị ơi, mỗi con mỗi khác giá nhá. Con này này, cái con này này. Con này 350 ngàn. Con này nói chung con chị lấy con ren hả? Chị lấy con ren hả? Hay là lấy hai con? Cho con ren hả? Đây cho ren, đây cho ren đây. Ren 350. Ren 350. Ủa nó chất, cái con này nó là hai lớp xịt xò nhá, không phải vớ vẩn các chị nhá. Con này nó không vớ vẩn đâu. Nhìn này. Nó còn nguyên tem, chưa có ai mặc nó đâu nhá. Con này nó chất lắm, chất ơi là chất á. Mác sườn đây nhá. Chị Mỹ Lệ Vũ ơi, chị con lấy con còn lại chị ơi. Vậy con này có ai? Con ren cho ai? Mỹ Lệ Vũ. Mỹ Lệ Vũ ơi, đang hỏi con còn lại có lấy không? Hết hồn, tao tưởng mày. À, các chị lấy một con cũng được, thì cái con này cho chị Thư Lê cũng được. Con này mà con này size to chị ơi, chị Mỹ Lệ Vũ rộng lắm. Chị Mỹ Lệ Vũ rộng lắm, con này size to. Chị Thư Lê đi. Chị Thư Lê đến eo. Ủa cái thước chị đâu ạ? Ôi thước ơi, mày đâu rồi thước ơi? Đo cái rú, đo cái rú của con đồng này. Đâu? Được đâu? Ở dưới đồng đầm không? Chị muốn đo cái vú này cẩn thận, tại vì cái này eo chết thôi mà. Chị coi mấy cái bên đầm ơi. Hồi nãy chị thấy đâu á? Bà ném ở đâu? Đã cầm ở đâu mà ném? Chưa được cầm nó mà. Chị không muốn. Cái đó cứ mình bà cầm chứ ai cầm cái đâu. Ý là đứa nào nó quét nhà thì đâu rồi chị? Nó treo ở đâu ấy, hiểu không? Nó treo ở chỗ nào ấy? Con này nó không, nó eo chết thì em phải cẩn thận em đo nhá. Mấy con này nó đắt tiền đó các chị. Mấy con này là mấy con hai lớp xịn sò á. Nó ở trong dòng Âu VIP á. Các chị khách nào thắc mắc về máy chốt đơn bên em thì có thể bắt xe lên nhà em chốt đơn giùm bọn em nha mấy chị. Ôi con này size to, eo 80-82 lận. Eo này eo 80. Eo 78 bon chen, eo 80-82. Dú con này cả trăm luôn á. Ê cái này bà gì vậy? Chị gì vậy? Các chị thắc mắc máy bên em chốt đơn không công bằng thì có thể khỏi mua nha luôn nha. Các chị ơi, nhà em chốt đơn bằng máy mà. Không công bằng giờ sao? Bây giờ sao? Giờ đập máy à? Máy nó chạy ra mà em có chạy đâu, nó đập máy ra. Giờ sao? Đẹp quá. Chị Mỹ Lệ Vũ lấy một cái rồi đúng không? Rồi chị nào đây? Chị Nguyễn Thư Lê kêu gọi mồi. Cái vú này của chị gì rồi? Chị gì ra? Hoàng My, chị Hoàng My có lấy không? Em để ưu ái cho thôi, để không được những con mà vít vít lại gào lên. Cái này nó hai lớp xịt sò nhá, nó không phải hàng thường đâu nha. Hàng xịn đó các chị ơi. Đây này, nó không phải hàng vớ vẩn đâu nhá. Xịt lắm á, mà tùng Âu nhá. Chị Âu. Chị vừa chị lên ok hộ em nha chị ơi. Em đọc mã đi. Chẳng thấy ai lên mã thì em đọc chị không không thấy chị đâu, em lên em đọc mã đi. Eo 80-82 giùm em nhá. Cái này bé nó vừa cài cúc xong kéo sát nó xuống, kéo xích xuống. Đó, thẳng ra. Cái này xịt nhá các chị nhá, tùng Âu của nó to lắm, tùng Âu xòe to ấy. Eo 80-82 giùm em. Cho chị đi hả? Chị Trang Tường Nguyễn mặc vừa hả? Cho chị đi đây. Cho luôn.
cho luôn. Dụ gì? Dụ gì? Để tao cho chị Trang Thường Nguyễn được không? Mày ok không? Ok. Ừ. Giá nhiều kêu nó đi. 350. Không sửa. Đi mà tặng. Chị Kim Anh ơi, cái này nó chị 55 kg rộng rồi chị ạ. À? Cái này nó tới eo 80 82 rồi. Eo 80 82 là tụi là như tụi như em mày là 6 mấy ký rồi. 60 6 mấy ký rồi chị. Chị 5 mấy ký chị bơi vào đây đó. Rồi con này 350 nhá. Tính nói chung là bán rẻ cho chị về mặc đây. Có mấy con xịn này. Xịn mấy con này xịt ta em không, em cất đi từ bao nhiêu đời này rồi đấy. Em cất đi cả mấy năm rồi đấy các chị ơi. Mấy này xịt ta em. Bữa nay là nó chật nhà quá rồi. Ai cũng bảo là đầm chỗ phôn nó nghẹt nhà không có lối đi. Đi té. Thôi mang bây giờ mẹ ăn bớt đi. Tiếc muốn chết đây này. Tiếc của thường quán rồi. Con này đi tiệc nha. Đi tiệc xịn xò con bò cho em. Một con tiệc xịn xò con bò cho em. Con này dành cho các chị eo 65-74 nhá. Vậy đem tặng không bán nha các chị ơi. Eo 65-74 cho em. Con này siêu đẹp cho em nhá. 250.000. 250. Lên mã 1 cho em. Mã số 1 250.000. Có mấy con xịn xò lên lút. Đúng không? Ê ủa con này đẹp này. Con này em không muốn bán đâu á. Không muốn bán tí nào luôn ấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Gần. Để các chị mua được những con như thế này. Các chị mua trong cái dịp mà 7 tháng 3, 8 tháng 3 các chị mừng nhá. Con này size lớn, eo 80. Không mấy chị ơi, hôm nay lên mấy con đập VIP thôi bọn em sẽ. Hôm nay em lên đập 100 ngàn đấy. Tại vì nó có mấy con VIP nó lẫn vào đây thì em lên đại. Con này eo 80 á. Eo 80 ngực 96 97 350.000 nhé. 350.000 lên cho em mã số 2. Mã số 2 cho chị Kim Anh Hà. Con này đẹp quá. Các chị lên mã trước là phải các chị ơi, đầm đắt tiền các chị lên mã trước ấy. Mà đến lúc mà em đọc eo xong ấy mà các chị bảo chị không vừa là em chặn Facebook các chị luôn đấy. Tại vì các chị cứ xốn xáp lên trước là không đến hồi không vừa là em chặn Facebook đấy. Tụi em bán không có bán như vậy đâu. Trời ơi con này đẹp quá. Chị nào eo 78-80 size 11-13. Size 11-13 cho em con này ha. Con này siêu đẹp. Không đẹp nghề lấy tiền lụa 400. Lụa 400 ngàn. Con này người ta bán tiền 700-800-900 một con. Nhà em bán ra cái gì 400 đấy bằng nửa tiền người ta đấy. Màu xanh ở ngoài đẹp nha. Cái tay này. Tay tiểu thư này. Chị nào eo 78-80 size 11-13 thì hốt con lụa này cho em. Đấy, 400 ngàn mã số 3. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Con đỏ 150.000. Mã số 3 cho chị Hoàng Dương Nguyễn. Chị nào eo từ 70, eo từ 76-78 ấy. Chị nào eo 76-78 nhé. 150.000. Gon đẹp rồi nè. Lên em má số 4. 150.000. Nghe kịp không? Con số 3 là giá nhiêu quên. Con số 3 400. Con số 3 400. Con đấy con lụa đấy. Ôi dồi có con đầm hàn. Má số 4 cho chị Nguyễn Cao. Đầm hàn nhá, con này đầm hàn. Số 450 đúng không? Ừ. Con này đầm hàn nhá, hồi nãy mấy con kia là đầm Nhật. Con này đầm hàn. Đầm hàn. Chị nào eo 65. Chấm chấm bà hỏi em với mấy chị ơi. Eo 65 đến 85. 250.000, eo từ 65 đến 85 lên em mã số 5. 250.000 mã số 5. Bit size. Con này bit size nha, em cho các chị coi mác sườn nó này, em lột ra đây. Mác sườn nó hàng xịn nha. Cái con này á em nhiều lắm. Nhiều lắm luôn mà con bit size ít hiếm lắm. Bit size nó hiếm, lâu lâu có con, hồi chiều có con chị đào đốt đi nhỉ. Mã số 5 cho chị. Vân Nguyễn Phú. Chất bao đã luôn. Chất bao mê luôn, em thích con này quá, chắc em để bơi quá. Em bơi nhiều con như vậy lắm rồi mà em vẫn thích. Thích con này quá luôn á. Con này cho em nha. Ơ từ từ. Đây. Trời ơi, tuyệt phẩm chim công. Tuyệt phẩm chim công. Đẹp không? 800 ngàn một con. Con này nó đẹp chưa bao giờ mà nó đẹp như con này. Chưa có con công nào đẹp như con này ấy, cái chất tải nhá. Cái chất vải này là mọi khi các chị mua dòng mà siêu VIP đúng không? Cái dòng này trên siêu VIP luôn á. Các chị thử trải nghiệm đi. Con này Trúc Phương để mấy năm rồi đấy.
Cách Trúc Phương đẻ con này mấy năm rồi đấy. Các chị thử trải nghiệm đồ của em để dành đi nhá. Các chị nhìn này, cái ly của nó này, nhìn nha. Nhìn cái ly của nó này, nó đẹp mỹ mãn luôn, eo từ 65 đến 90. Con này mấy triệu bạc một con đấy, các chị cũng rẻ đâu. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 là gần, nay mùng 7 tháng 3 là bán vui 800 ngàn thôi. 800 ngàn một con xịn như vậy nhá, nó cũng là công nhưng mà công này không phải công mới đây đâu. Công này nó đã là những năm trước kia rồi á. Nó đẹp cực kỳ luôn, mấy triệu bạc một con đấy. Em bán 800 ngàn các chị tin không? Eo 65, 90, 800 ngàn lên cho em mã số 6. Mã 6 này. Hôm nay chị nào mà vào cái like này của em thì hốt được những con này em để dành thì bao sướng nhá. Màu nào cũng có nha các chị ơi. Hốt được những con em để dành, con mấy con này em để dành, thôi mấy con VIP thôi. Mã số 6 cho chị Hoa Thiên. Con này em để dành cho chị Hoàng Nhung Nguyễn đâu rồi? Chị Hoàng Nhung Nguyễn có lấy con này không? Em nói là đi săn hàng nhiều khi cả đời tìm không ra những con này đâu. Nhiều khi người ta muốn mua cũng không có để mua. Tại vì những con này á, chủ shop người ta ém hết rồi. Đây, chủ shop ém hết rồi, mấy năm rồi đấy. Bữa nay là nó quá nghẹt rồi, không còn đường đi nữa. Em quá nghẹt rồi, em dẹp hết. Dẹp bớt ra mấy xào. Chị Hoàng Nhung Nguyễn ơi, chị có đây không? Chị không có em cất đi đấy. Ưu ái thế đấy. Ưu ái thế thì có đây là cất đi luôn. Mấy con công về không dám mặc luôn á, đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Con này khác nha, con này con hổ. Con hổ đẹp như vậy này. Ok, cho chị Hoàng Nhung Nguyễn bao nhiêu vậy chị? Ôi ôi, chị Hoàng Nhung. Ủa chị đọc chị Hoàng Nhung mà. Hoàng Nhung, chị đọc Hoàng Nhung Nguyễn hả? Ừ. Chị đọc Hoàng Nhung Nguyễn hả? Ừ. Cái gì nữa? Ô Hoàng Nhung mà. À Hoàng Nhung Nguyễn hả? Ô thôi chết rồi, đọc lọc nhập 10 rồi. Ô chết rồi, đọc nhập 10 thôi, lỡ rồi. Đùa lên cho chị đấy. Cho chị đấy. Chị ok không? Chị ok không? 800 ngàn. 800. Ơ như sao quê. Nêu. Nêu lại bả cho tao. Chị Hồng Nhung ơi. Cái đồ nguyên cây xào, xào cả xào luôn mà mặc đồ xích chị cho bác. Đồ xích chị nguyên đồ dài kìa, bên phải kìa. Cái này là do các em phơi đồ cho chị này, mọi người phơi đồ cho chị này. Làm xước hết đầm chị rồi. Buồn. Ai phơi? Ai? Anh. Ừ. Anh phơi. Xin lỗi. Đây là đầm Trúc Phương để dành nhá, không phải đầm bình thường em bán đâu. Những cái con này em để toàn là mấy năm rồi đấy. Những cái con mà một năm em có thể để được một vài con thôi đấy. Là nó phải đẹp lắm trong lô hàng em mới để cái gì cả. Các chị mua được những con này về chỉ có phê thôi. Hoàng, con này họa tiết hoàng gia. Hoàng gia đen. Tay ngắn như vậy này. Nó đẹp cực kỳ như vậy này. Đẹp không? 550 ngàn một con. Chị nào eo từ 65 em căng ra đến eo 90 550 ngàn lên em mã số 7. Mã 7 nhá. Chị Hồng Nhung vào gọi chị nhá. Rồi chị nào đó nhỉ? Còn để cho chị nào con. Chị gì nữa nhỉ? Quên mẹ tên à. Chị Sáu chè quán gì đó. Chị Sáu quần áo gì vào chưa? Chưa. 550 ngàn. Chị Sáu quần áo chưa vào à? Ủa chị mà không vào sớm đi nữa chị. Em đa một cái hết rồi còn cái nịt. Không còn luôn ý. Cái nịt không còn để đeo luôn ý. Xin thông báo khi nào các chị ơi chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Mấy cái con này toàn những con VIP các chị nhá. Con VIP, những cái con VIP mà đầu các lô hàng ấy, tụi em để dành mấy năm trời các chị, không rẻ đâu, nó không rẻ đâu. Những cái lúc đó tụi em mua trước dịch nó đắt tiền lắm á. Về sau này tới mùa dịch thì nó có thể hỗ trợ mình một ít đỡ hơn. Chứ còn về lúc trước dịch đó mua đắt tiền lắm. Con này cho em nhé. Eo từ 65 đến 87 nhé. Eo từ 65 đến 87. Các chị nhìn nó giống Vi Nhật không? Nó còn đẹp hơn cả Vi Nhật. Các chị mua 10 triệu. Đẹp lắm ý. Đẹp như vậy đó. 550 ngàn lên cho em mã số 7. Mã số 7 nhé. Ơ số 8. Đi lồn ngồi làm gì vậy? Mãi. Quên. Việc mình có nhiêu đó rồi quên. Còn con kia nữa, mình nói chuyện gì đó để nó quên. Hôm nay mình cứ quên và quay ra mà cắn thôi nha. Mặc mình. Bao nhiêu? Bao nhiêu nè? Giận. 550. Tao giận rồi. Mã số 8 cho chị Nga Nguyễn. Có mỗi cái số rồi mà ngồi nó không có lấy cho người ta. Gì đó.
rốt cuộc là bé quay và cặp vừa quay nhập cánh tôi nữa. Rốt cuộc là đấy là giận chắc chị chứ. Tao giận này đến mày rồi. Thôi em đang giận chị đấy. Tao giận rồi. Thôi em giận chị luôn nhá. Thôi vui. Đẹp không các chị? Mấy con này mấy con VIP em để dành đúng không? Riêng những con mà các chị nhìn thấy nó giống giống con này không phải đâu. Khi các chị cầm những cái con VIP mà trong cái kho tàng của em đưa ra ấy, nó khác hẳn những con các chị mua ở bình thường hàng ngày ha. Tại vì cái của người ta của cất dấu nó khác ha. Của cất dấu nó phải VIP. Nó phải VIP. Mặc dù các chị nhìn thấy nó giống giống hao hao những con mà mình đã mua nhưng không. Không phải đâu nhá. Không phải đâu, riêng hàng cất dấu nó phải VIP cỡ nào ha. VIP là VIP cỡ nào. Nó VIP là VIP từng cái đường ly, từng đường kim mũi chỉ. Nó VIP như vậy đó. Con này cho em eo từ 65 đến 90 nhá. Đẹp không? 450 ngàn. Lên mã 9 cho em. Mã 9, mã 9. Chị quay sang chị cắn đó, giờ nó lấy móc nó đập em kìa. Bé, chuyện hai đứa người. Chị đó. Mấy chị hai người quay sang cắn nữa. Khổ thật chứ. Khổ thật đấy chứ. Trời ơi, con này nó đẹp. Mã số 9 bao nhiêu? Cái màu vàng kem nó đẹp. Quá thể đẹp. Cái chất con các chị nhìn là rũ này. Cầm nó nặng tay, em cầm hai con đầm muốn xỉu luôn á. Lắc muốn lòng lẻo đầm. Thề nó rất đẹp. Chị nghe ý em nói nó rũ nó nặng như vậy đó. Eo từ 65 đến 90 nhá, 350 ngàn một con. Chị nào thích em chốt cho một cặp. Mã 8 cho chị Áo. Đẹp như vậy đó. 350 ngàn một cái, đẹp mỹ mãn luôn nhá. Đồ cất giấu mà các chị, đồ bình thường á. Đồ cất giấu mà bao giờ nó cũng phải đẹp ngất ngây mới cất ha. Rồi con này số 9 chốt rồi, chốt rồi ạ. Con này lên mã 10 cho em. 350 ngàn, con này mã 11 cho em. 350 ngàn, mã 10, mã 11 ha. Như vậy đi mỗi người con. Con hồng này mã 8 nha chị Mỹ Hiền ơi. Chị cắn chị Phương đi. Vinform Âu đuôi cá 3 tầng. Đây là cái con VIP nhất trong cái lô hàng Vinform Âu đuôi cá em đã bán cách đây hơn một năm trước ha. Hơn một năm trước những cái con này này nó mới về nó hot dữ lắm. Một like của em bán mấy ngàn con đó. Một like bán mấy ngàn con đó. Bây giờ em để dành đấy, cái này em để dành đấy. Nhưng mà em chật không có chỗ để đâu rồi. Em để cho các chị bà mặc để các chị biết được cái đầm Trúc Phương nó để như thế nào. Chị nào eo từ 65 đến 87. Kè, chị Mỹ Hiền kè. Chị Mỹ Hiền à? Lấy cái gì? Chị Mỹ Hiền bị sao? Nãy bà đọc lộn mã, chị Mỹ Hiền bị lộn kìa. Giờ bị lộn bị giờ sao? Bé. Đền cho chị con cá. Đền con cá cho chị. Em đền con VIP khác cho em thiếu gì VIP đây. Con này cho em nhá, 350 ngàn một cái. Đây là dòng Vinform Âu đuôi cá 3 tầng nhá. Các chị nhìn cái tùng xòe này. Cái tùng này. Các chị đi tiệc cho em coi. Nó xòe hết cái sân khấu luôn nhá. Xòe hết cái sân khấu luôn. Đằng trước là eo chết. Các chị lên mã hộ em nha, đừng có xin nữa nha. Đường đằng trước eo chết. Đằng sau là eo chun. Ở đây còn con 11 nè, con đỏ này. Con đỏ đẹp lắm, chị nào chốt chốt đi này. Nó đẹp như vậy này. Trời đất mẹ ơi. Cái ly cái ô nó đẹp cỡ này nè. 350 ngàn eo từ 65 đến 90 này, số 11. Con này cho em lên cho em mã số 12. Cái này mã 13. 350 một con nhá. Mã 12, mã 13, 350 ngàn một con. Đẹp tuyệt vời luôn á. Mã 11 cho chị Mỹ Hiền. Trời ơi, mấy con này là size lớn. Em để dành mấy con này em chưa một lần mặc luôn á. Chị chưa một lần mặc thử luôn á. Cất đi từ đó giờ nó còn mới tinh này. Nó mới lắm, hồi đó em bán đầm thiết kế này. Form Âu thiết kế cái gì? 13 bao nhiêu? 12, 13 gì cũng 350 hết trơn á. 13 cho chị Hoa Thiên. Mấy con này đẹp quá mà. Mấy đầm em cất giấu cho cái chút nhanh kịp. Toàn đầm xịn thôi. Con này á hồi đó em bán đầm Form Âu thiết kế này. Đây y trời ơi em bán nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn, Trúc Phương bán nổi tiếng cái con này luôn. Đứa nào nhảy lên kéo cái dây kéo chị ấy. Cái con này size to nha. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ kéo qua luôn nhá. Kéo xích lên cái nữa. Kéo hết lên rồi. Kéo hết lên chưa? Ngực bự. Mặt bữa nay ngực kỳ bự ý thức à. Ngực chị bị chật. Căng thích. Chật đó.
Em 82 thôi, 84 trận. Cơ vợ. Em 82, 84. Ăn no 84 hả? Mới đớp lo đây. Con này cho em nhá, con này đi tiệc cho em. Chị nào mà eo 80, 82 mặc đẹp nhá. Eo 84 là như em, eo bữa nay em vừa ăn no là eo 84 đó. Uống mấy bình nước nữa rồi. Uống mấy bình nước rồi ra eo 84 đó. Eo 84 là nó sẽ bị giật đấy nhá. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Tùng nó xòe rộng rồi này. Chấm 350 ngàn nhá. 350 lên cho em mã số 14. Mã 14 giùm em. Eo 80, 82 nhá các chị nhá. Cái này đi tiệc áo đẹp. Cái tay bồng cưng lắm. Còn mới tinh à. Hồi đó em bán đầm này á, các chị biết một like tụi em bán bao nhiêu con. Mối xỉ mối lẻ quá trời, mùa quá trời. Nói chung là cứ mỗi lô mình để dành vài con. Để dành vài con để làm kỷ niệm. Mà đến cuối cùng nó nhiều quá rồi, không kỷ niệm nữa. Nhiều quá rồi, đây. Nó đẹp như vậy nha. Tùng xòe rộng. Phủ mắt cá chân, che vòng chân khuyết điểm, nói chung là che chân to, chân bé, chân hoa gì che hết nha. Cái này eo chết mặc đẹp lắm các chị nhá. Eo chết mà mặc vừa size đẹp lắm. Lên cho em mã số 14 nhá. Mã 14 cho em 350 ngàn. Con này con công nhá. Con công. Chị nào eo 80-82, chị nào eo 80-82, cái này con công nhá. Con công 350 ngàn lên cho em mã công. Mã công, con này đẹp quá, phong Âu nhá. Âu đỉnh của đỉnh luôn á. Âu đỉnh của đỉnh, các chị nhìn này, dã man chưa. Một con phong Âu đỉnh của đỉnh như vậy này. Có hoa tiết con chim công đấy. Lên cho em mã công nhá. 350 ngàn. Phong Âu. Con này con hổ nha. Các chị nhìn này. Chất lụa. Trời ơi nó đẹp. Đây là một con Âu hổ đẹp nhất trong cái dòng cái lô mà đầm phin Âu hổ của nhà em. Eo từ 65 căng ra được đến eo 87 nhá. Eo từ 65 đến 87 cho em. 350 ngàn lên mã hổ cho em. 350 ngàn lên mã hổ. 350. Mã công cho chị khách sạn Hồng Hưng. Đây là con lụa VIP. Một con lụa hoàng gia. Các chị nhìn này. Con lụa này á, em mua một lô hàng cả tiền tỷ mới được có 1-2 con thôi đấy. Giống mà mình không bao giờ nhìn thấy không mấy má. Con này các em không bao giờ nhìn thấy được. Vì con này nó đắt tiền mà về là chị cất đi luôn. Các em không bao giờ nhìn thấy con này được. Vinform Âu. Đuôi cá 3 tầng. Chất lụa dây xích đỉnh của đỉnh nha. Dây xích đẹp cực kỳ như vậy này. Nó còn đẹp hơn lụa Nhật luôn á. Nhưng nó là Vin Hàm nhá. Con này á, em chỉ được có 1-2 con thôi đấy. Cái lô hàng em mua tiền tỷ đấy. Cho nên các chị biết là những cái con để dành rất đắt tiền ha. 500 ngàn một con. 500 ngàn nhá. Lên cho em mã 500 luôn đi ha. Chị nào eo 65 đến 90. Eo 65 đến 90 500 ngàn lên mã 500. Ủa đẹp lắm. Mã 500 này. Đại bàng. Một con đại bàng VIP. Chị nào có cái con đầm cho chị Nga Nguyễn. Có chị nào có con đầm búp bù rì mà đẹp như con này của em không? Nó đẹp như vậy này, cái chất của nó mềm rũ rượi như vậy này. Cái chất của nó đã lắm. Em nói phê ơi là phê. Trời ơi nó phê dữ dội luôn á. Đó, đại bàng đẹp như vậy đó. Eo từ 65 đến 90 nhá. Con này 800 ngàn cho em. Đẹp quá. 800 ngàn lên em mã 1. Mã 1 nhá. Một con hoàng gia đỉnh của đỉnh. Đỉnh nhất lô hoàng gia luôn. Đây là cái con đầm đỉnh nhất lô hoàng gia. Tụi em bán qua những cái lô em để hết rồi. Mỗi lô em để được một con thôi đấy. Đẹp nhất con trong lô mới để đấy. Đẹp không? Mã 1 cho chị Hoa Thiên. Mã 1 con đấy bao nhiêu vậy? Con đấy 800. Chị nào eo từ 65 đến 90. Một con đỉnh nhất của cái lô màu hoàng gia các chị nhìn này. Nói thì không biết làm sao mà tải được đẹp ở trên đây. Các chị biết các chị đi mua một con áo này thôi này, tiền triệu ha. Mà bây giờ Trúc Phương bán nguyên một con đầm Vin dập ly như vậy. Nhìn kỹ giùm em nha, mới mua nha. Chưa nhìn kỹ đừng mua.
đẹp như vậy đó. Không đẹp nghỉ lấy tiền ha. 700 ngàn con này cho em. Lên cho em mã số 2 nhé. Mã số 2. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Eo 65 đến 84. Eo 65 đến 84. Cho chị nghe Nguyễn. Vinform Âu đuôi cá 3 tầng. Đẹp quá, 290 ngàn. Vinform Âu đuôi cá 3 tầng 290 ngàn. Eo từ 65 đến 84, các chị nhìn cái chất này. Mà đẹp quá. Đẹp quá luôn đó. 290 ngàn lên em mã số 3. Mã số 3. Mấy con này là các chị biết là tụi em phải em phải để nó cất giấu bao nhiêu lâu rồi đấy. Mã số 3 cho chị Lê Phương. Nó là đồ cổ. Mỗi một con đầm nó cõng theo cả lô đầm mà các chị ạ. Mình để dành mỗi một con đầm nó cõng theo cả lô đầm mà. Một lô đầm bao nhiêu ngàn con nó tụi em bán hết sạch sẽ bao nhiêu năm rồi. Mà em để lại một mình nó thôi đấy. Mỗi một một con đầm nó cõng theo cả lô đầm đấy. Con này cho em eo từ 65 đến 90. Chất von nhìn này. Chất von nó rũ rồi nè. Các chị nhìn thấy độ rũ của nó không? Độ mát, độ sướng không? Đó, nó đẹp vậy đó. Hoa hồng, tuyệt phẩm hoa hồng nhá. Chấm chấm nào hộ em với mấy chị ơi. Đẹp không? 550 ngàn. Em từ 65 đến 90 lên em mã số 4. Mã 4 cho em 550. Mấy con này em cất giấu thì toàn hàng xịn thôi. Hàng không xịn cất làm gì cho mệt. Cái con này xịn chưa? Bình thường trong lô tụi em bán tầm 400, 500 hay là 500 mấy. Riêng những con đầu lô nó tiền triệu không á các chị ơi. Riêng những con đầu lô nó dã man lắm. Nó tiền triệu không đấy. Những con này toàn những con đầu lô này. Cái con này này. Con này mấy năm trước nó là một lô tuyệt phẩm của Hoàng Gia này. Hoàng Gia, cái con hồi nãy Hoàng Gia nãy á. Nó là những năm, nó là một năm sau á. Còn con này trước nữa này. Con này trước nữa nha các chị nhà, nó trước nữa đấy. Nó đồ cổ hơn nữa đấy. Nó đẹp như vậy này. Eo từ 65 đến 90. Con này con tuyệt đỉnh Hoàng Gia cho em 700 ngàn nhá. Lên cho em mã số 5 này. Mã 5 cho em nhá. Trời ơi để dành quá trời đẹp như thế này. Cái con này này. Con này các chị biết không? Ở trong những cái lô hàng em bán ngày trước nó cũng có những con như thế này. Nhưng để mà cái con mà nó chỉnh chu như con em cất không có nhá. Nhìn này. Để mà nó chỉnh chu 100% từ đường kim mũi chỉ từng cái ly. Không có như con đấy đâu. Các chị không nhận ra được đâu. Còn để mà nói hàng cất giấu ấy, nó phải khác nhá. Nó phải khác. Cái con này mình các chị biết là nó đắt tiền lắm luôn đó. Mấy triệu một con đó. Rẻ đó. Cái này em để mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi đó các chị. Đấy. Bây giờ thời buổi kinh tế thị trường nó xuống ấy. Mình cũng đâu có bán được như ngày xưa đâu. Nhiều khi để về đam mê. Chị nào eo từ 65 đến 87 nhá. Eo từ 65 đến 87, 800 ngàn. 800 ngàn cho em con này, con này đẹp quá. Chất cực kỳ đá luôn ấy. Này, đã lắm. Mặc con đầm lên em nói là xứng đáng đồng tiền luôn. Người ta tưởng Vin Nhật luôn á. Nhưng mà nó là Vin Hàn đó. Đấy. Đẹp chưa? Eo từ 65 đến 87 nhá. Con này 800 ngàn lên em mã số 6. Ủa, con bé kia ngồi hả? Tiếp vậy, vào đây tí nữa ăn rồi. Úi dồi, này đẹp. Ủa, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Mã số 6, 800 cho chị Giang Nam Mông sợ nhà rồi. Con này eo từ 65 đến 90. Đây, thấy chưa? Đây, đẹp lắm chị ơi, nhận con đầm. Em nâng niu dữ lắm á nha. Mấy năm trời nâng niu quá, dã dã man rồi nâng niu. Trung tiên kìa, kêu dùng tiên. Cái này von cực kỳ rũ các chị nhá, nó rũ dữ lắm, nhìn này. Nó rũ dữ lắm. Eo từ 65 đến 90 nhá. Đẹp như vậy đó. Vừa sạc vừa nói được hả? Không, không được, một là nói hai là sạc. Một là nói hai là sạc. 390 ngàn cho em, lên cho em mã số 7. 390 lên mã 7 cho em. Bị loa này, tin
Ừ, tao nhức đầu với con quỷ này vậy. Tụi mày có cách nào đập con mẹ nó ra không? Có. Eo từ 65 đến 90. Này trời ơi, những con này các chị nhìn này. Những cái con em cất toàn những con VIP không á, những con VIP của VIP với cất á. Eo từ 65 đến 90, 390 ngàn lên em mã số 8. Số 8. Số 7 cho chị nào đây? Số 7 cho chị Giang Cam Mông. Giang Cam Mông. Ui dồi, con này dã man. Hoàng gia. Một con hoàng gia cho em. Ơi. 39 39. Con nó 39 nó đặng rồi. Mã số 8 cho chị Lê Phương. Trời, con hoàng gia này chị thích quá. Con hoàng gia này đã quá đi rồi á. Nhìn này các chị. Rất là đẹp như vậy. 550 ngàn. 550 ngàn lên em mã số 9. Mã số 9 giùm em nhé. Eo từ 65 em căng nó ra được đến eo 84-85. Chị nào eo từ 65 đến 84-85. Đẹp không? Đẹp chết người. 250 ngàn lên em mã số 10. 250. Mã số 10. Mã số 9 cho chị Ánh Huỳnh Thị. Số 9, số 9 là 550 ngàn. Con này 250. Đây là một con Ovid nha các chị. Cái lô Âu này. Mã số 10 cho chị Giang Cam Mông. Hơn một năm trước em về cái lô Âu nó mới được đẹp như vậy nhá. Chứ bây giờ về lô Âu nó không có bằng một nửa ngày xưa luôn. Nó đẹp lắm luôn ạ. Nhìn này. Đẹp như vậy này. Để dành một con đầu lô đấy. Chị nào eo từ 65 em căng ra được eo 90. À, đẹp quá trời đúng không? 250 ngàn lên cho em mã số 11. Mã 11. 10 đâu? 10 đây. 12 trăm rưỡi nhá. 11 2 trăm rưỡi luôn. Châu, tam chị thì chị hẳn vào xem mua nhé. Vào nhanh còn kịp. Vào nhanh còn kịp. Mấy con này cắt dấu mà. Đó là những mã 11 cho chị Phạm Châu. Đầu của lô hàng nhé. Con này đẹp không? Đấy y trời ơi đẹp. 350 ngàn con này cho em. Dã man. Con này em có hình trên trang cá nhân đấy. Trên trang cá nhân của Trúc Phương Nguyễn đấy. Có hình đấy, đẹp cực kỳ luôn ạ. Con này hồi đó em về, các chị biết em bán một đêm mấy ngàn con như vậy. Có nhiều cái hoa màu khác nhau lắm. Mà em cất có một con thôi đó. Mã 50 đúng không? Ừ. Eo từ 65. Mã 12 cho chị Hoa Thiên. 12 hả? Đúng rồi. Đây. Con này em đang phân vận nguyên lên bán hay không? Cái con này em có hình ở trên trang cá nhân đấy. Nó đẹp kinh khủng luôn á. Thầy bán con này đi em tiếc mùi mùi luôn á. Nhưng mà có điều là em quá nhiều rồi, em quá nhiều rồi. Sao em để nó nhiều thế nhở? Các chị biết em ôm từ trong phòng ra mà em ôm từ lúc 11 giờ đêm. Hôm qua 11 giờ mấy đêm, hôm qua mình về, hôm qua mình nghỉ sớm đúng không? 11 giờ mấy nghỉ đúng không? Là em về bên đó là em bê từ trong phòng ra là bê đến 4 giờ sáng em chưa bê hết mà. Em bê đến 4 giờ sáng đi vô đi ra có mình em thôi, bê đến 4 giờ sáng chưa bê hết. Đi giặt hết rồi. Chị eo từ 65 đến 87. Eo từ 65 đến 87 nhá. Đẹp không? 800 ngàn. 800 ngàn cho em lên em mã 1. Mã 1 800 ngàn. Đẹp quá đi rồi á. Chịu không nổi rồi. Ôi cái kia này nó bị sao vậy các em ơi? Bảo Hiệu ngày bị... nào nó chạm thầm thịt. Không, thầm thịt nhỏ mới đây quá ra rồi. Nó Bảo Hiệu rồi. Kiểu như muốn ngày càng bào chúa đúng không? Vậy. Mã số 1 cho chị Nga Nguyễn. Bét lông xịt nhá. Một con bét lông xịt. Chân váy xếp ly. Xòe ra bầy. Không đẹp vì lấy tiền ha. Một con duy nhất. Eo của con này từ 65. Em căng nó ra được đến eo 87 nhá. Eo từ 65 đến 87. Cái con bét lông này mặc nó như vậy nhá. Nhìn này. Các chị thấy ở đây nó có cái áo không? Nó giống cái set không? Các chị lấy bên này hai cái ly đây. Lấy bên này hai cái ly đây. Thấy không? Để như vậy cho em. Tài cái kim tài vô cho em. Có che bụng các chị đi nhá. Có che cái bằng bụng mình đi như vậy nhá. Nó là giá bét lông xịn ha. Bét lông của Hàn, của Nhật như vậy các chị mua 5-7 triệu á. Cái này của Hàn nha. Em bán con này 350 ngàn. Tặng các kim tài luôn cho nó hợp với hoàn cảnh. Nó hợp với hoàn cảnh nha. Em từ 65 đến 87, von cực kỳ rũ, xòe ly cực đẹp.
350.000 lên em, mã số 2. Số 2. Con tơ. Đầu. Mã số 2 cho chị Đào Phạm. Đầu cái lô hàng em nói rất là hot luôn á. Chị nào eo 65 đến 84, 85. Cái lô hàng này em bán em nói được đấy, em về em bán dã man thật đấy. Một đêm em lên live vài ngàn con là bình thường. Mà em mỗi lô em chỉ cất một con thôi. Một lô chỉ cất một con thôi. Các chị nhìn này. Von tơ đấy, von tơ. Cái von tơ này nó thuộc về dòng von tơ dai. Von tơ dai nó còn đẹp hơn là cái von tơ của Nhật luôn á. Nhưng mà đó là Vinh Hàn nhá, nó cạnh tranh nhau á. Con này cho em nhá, 350.000 lên cho em mã số 3. Mã số 3. Bao nhiêu? 350 em ơi. Ừ. Mà sao chị biết em cất kim cài trong đó? Cái chuyện tâm linh mình không thể biết được. Làm gì có tâm linh. Mã số 3 cho chị Trang Lê Hồng. Tuyệt phẩm hoa hồng. Tuyệt phẩm hoa hồng cho em. Con tuyệt phẩm hoa hồng này cực kỳ đẹp ha. Eo con này từ 65 cho đến 87, 290.000. Cái con này em thích quá, cất luôn 3 con được không? Có 3 con về, cất luôn 3 con. Cái này các chị biết trả giá. Chấm bài hộ em với mấy hồi chị đấy, ơi. Hồi đấy em bán toàn là 4 mấy một con đấy. Bây giờ em bán cho các chị giá có 29 rồi đấy. Eo từ 65 đến 87, 290.000 lên số 4 cho em. 290.000 nhá, lên số 4. Mã số 4 cho chị Huỳnh Vân. Chị Huỳnh Vân một con số 4, 290.000. Còn được 2 con nữa, chị nào nhanh tay thì được chậm tay hết nhá. Chậm tay là hết nhá, tại vì mới đây hàng hot. Mã số 4 cho chị Thiên Cậu Gia Phạm. Đây chị Thiên Cậu Gia Phạm. Mã số 4 cho chị Hồng Hạnh em hết. Rồi. Trời ơi, đẹp lắm. Với cái này em cấp đi nó đẹp lắm các chị ơi. Đẹp kinh khủng á. Trời ơi, con này không muốn bán đi thế nào. Thôi tiễn em lên đường nhé. Chị nào yêu thương em hút em về nhé. Để tại vì không phải là ghét em đâu mà là có em khác cái chỗ rồi nhá. Em ở đó lâu rồi, mấy năm rồi, bây giờ em đi đi cho em khác vào nhé. Đây là một con tuyệt đỉnh ở trong cái lô hàng VIP của VIP. Các chị nhìn này. Nó còn đẹp hơn con Vin Nhật, các chị mua 10 triệu bạc. 10 triệu chưa chắc đã mua được con Vin Nhật như vậy ha. Đây là Vin Hàn. Mẹ tao đập chết cụ bây giờ, con này con heo mày điên à. Con mèo này dễ thương đấy nhỉ. Dễ thương quá. Con chị lên lại sao nào vậy? Con này cho em nhé, để em báo giá đàng hoàng. Báo giá báo eo đàng hoàng với vẩn đâu. Đúng không? Trời ơi, rờ nó sướng lắm. Em rờ nó sướng. Rờ chất lụa nó sướng ấy. Mà nó đẹp chị nhỉ. Mặc lên sang nhỉ. Nhìn này. Thề sang vãi. 800.000 cho em nhé. Lên cho em mã số 4 à. Mã số 5 đi không? Thôi số 4 chị lên là không biết đường mò đâu. Không, mã số 5 á. Số 5 à? Mã số 5 cho em nhé. Mã số 5 đi. Ai lên đầu tiên nhé. 800.000. Ai lên đầu tiên chơi vậy cho công bằng đúng không? Đúng vậy. Tại vì này đồ em cất giấu cho nên là chơi công bằng tí. Ừ. Đây. Mã số 5 cho chị Nguyễn Thật. Con nào đẹp nhất trong lô hàng đó em mới để. Một lô em chỉ để một con thôi. Cái này là nó tới mấy lô trong vòng khác nhau. Cái thời điểm của nhau đó cái gì nhá. Nó thời điểm của nhau cách nhau một lô cách nhau cả năm mấy một lô đó. Con này đẹp này. Đẹp chưa? Cái này có con hổ nha. Siêu đẹp như vậy nhá. Eo từ 65 đến 90. Chất đã lắm các chị ơi, chất đã lắm, rờ đã. 800.000 nhá. Cái này lên cho em mã số 6. Mã số 6, mã số 6. Trời ơi, cầm cổ đậm em muốn chết luôn á. Đó, mã số 6 giùm em nhá. 800.000. Hết con này là hết. Con này là hết 3 con ở trong 3 lô à. Mã số 6 cho chị Trang Lê Hồng. 3 con trong 3 lô hàng của em. Các chị biết một lô hàng của em mua tiền tỷ á. 800 rẻ. 800. Không vẻ đâu. Trời ơi, nó đẹp quá rồi làm sao. Chắc em để lại một con quá các chị ơi, bán tiếc quá. Bán hết 3 con đi lại tiếc nhỉ. Chắc để lại con này đi em. Suy nghĩ ra. Tiếc dữ lắm. Đang suy nghĩ con này nữa này. Em đang suy nghĩ con này. Cái con này á, trên thị trường các chị nhìn thấy không bao giờ giống của em. Của em là ly hộp nhá. Ly hộp này gì này. Cái ly vuông á. Cái ly hộp này. Mà nó đỉnh của đỉnh á. Cái con em cất đi nó phải là đỉnh của đỉnh ha. Đầu lô ha. Đầu cái lô. Nó đẹp. Kinh khủng khiếp ha. 1 triệu một con. Dã man không? Nhìn con đầm mà các chị muốn xỉu không? Em còn nhiều con đầm nó dã man hơn nhiều á.
nhiều con đầm nó dã man hơn nhiều á. Con này ly hộp lụ hai da, cái này có cúc dự phòng nhá. Cái con này có cúc dự phòng, cái này của Hàn nè các chị nhá. Eo từ 65 đến 90, eo từ 65 đến 90 nhá. Eo 65-90. Các chị eo 87 đổ về mặc đẹp nhất nha. 90 thì hơi bon chen tí. Eo 87 đổ về mặc. Eo 65 đến 87. Chị Nga Nguyễn vừa không? Eo 65 đến 87 vừa không? Vừa không? Chị Nga Nguyễn đã chị vừa, chị lên ok dùm em nha chị ơi. Mấy con này mấy con xuất sắc ở trong trong tủ của em đem ra thì các chị biết em để mấy năm trời rồi đấy. Nó mấy triệu bạc ấy. Bây giờ mình đem ra bán 1 triệu bạc cũng không đáng gì luôn á. Dã man nhỉ. Chị cái xe ông cái tiêu này à? Thứ đó, thứ tự đây, hỏi em thứ tự đây. Chị Nga Nguyễn đây, chị Nga ok Nguyễn, chị lên ok hộ em nha chị ơi. Còn nhiều con đẹp đứng đâu? Ok cho chị Nga Nguyễn. Chị khách sạn Hồng Hương ơi, em bán cho mình con này này. Cái con này không ai có luôn đấy, bây giờ không ai có luôn đấy. À chị không thích màu trắng hả? Chị đâu có thích màu trắng đâu, em lấy màu khác cho. Màu vàng. Cái con hoàng gia công rồi này. Em nói bây giờ không ai có, một mình em có rồi đó. Các chị biết con này này. Nó ở trong cái đầu cái lô hàng mà Vincom cách đây 2 năm trước ấy. 2 năm trước một con nó rất là đắt tiền. Rất đắt tiền luôn, cái con đầu lô đắt tiền lắm, tụi em mua đắt tiền lắm luôn á. Đây. Trời ơi nó đẹp lắm. Em bán cho chị 1 triệu bạc chị ok không? Cái con này không phải ai cũng có đâu, con này nó chỉ trong một lô hàng chỉ có 1-2 con thôi, không phải ai có đâu. Đẹp vậy đó. Các chị có nhìn lên trên thị trường thấy họ thấy nó hao hao giống vậy á? Không phải đâu, không giống của em. Cái của em nó đẹp từ chất nhé. Cái chất là đẹp nhất trên thiên hạ luôn, bá chủ thiên hạ luôn. Chị khách sạn Hồng Hương ơi, chị vừa thì chị lên ok hộ em nha chị ơi. Ngay cả cái lô công mà chất von vít đợt rồi em bán á, con này nó còn đẹp hơn nhiều luôn á. Dã man không? Trời đất. Em từ 65 đến 90. Chị khách sạn Hồng Hương ơi. Chị khách sạn Hồng Hương ơi, chị ok con này không? Chị ok con này thì em để cho, không em đọc mã cho các chị chốt nhé. Ưu ái hết cỡ này. Cho chị về chị đẹp đây. Dã man luôn đấy. Còn các chị yên tâm đừng lo. Con này thì em đang suy nghĩ có nên bán hay không. Vì con này bán đi rồi không bao giờ em mua lại được con nữa. Không bao giờ mua lại được con như vậy nữa. Cái chất của con này không có con nào. Cảm ơn chị còn đó chị ơi. Các chị nhìn cái ly này. Riêng những con mà em cất ấy. Cái ly các chị nhìn này. Nó phê đến mức độ như vậy luôn này. Nhìn này. Nó phê lắm, những cái con mà cất đi nó phải từng đường kim mũi chỉ nó phải đẹp với cất ra. Nó phải chuẩn chính xác với cất, không vớ vẩn. Con này người ta bán mấy triệu một con đấy. Chị lên mã đi. Một triệu nhá. Con trắng này 1 triệu lên mã trắng đi. Chị đơn giản thôi, chị khách sạn Hồng Hương. Con này cho em nhá, 1 triệu bạc cho em, lên mã trắng, 1 triệu. Rồi con vàng, lên mã vàng 1 triệu. Mã vàng 1 triệu cho em luôn. Chốt em à. Nhỉ? Chốt em à. Thế đấy, giờ với chị ta lên vàng 1 triệu. Trắng triệu, vàng triệu. Bây giờ lên triệu với con nào? Trắng triệu, vàng triệu. Vàng cho chị Trang Lê Hồng. Mấy cái con này, các chị biết cái lô này của em á, các chị biết em về nó nhiều chỗ nào không? Cái lô này á, nó về nó nhiều đến mức độ kinh khủng khiếp luôn á. Vậy mà em bán vèo cái là hết. Mà em chỉ chọn được có vài con thôi đó. Được có vài con là để dành rồi đấy. Đẹp như vậy. Em nói em bán mấy con này đi rồi em không thể nào mua lại được nữa. Thật sự mà nói ngồi suy nghĩ từ tối qua giờ. Chấm chấm bài hộ em với mấy chị ơi. Em bán đi rồi em không bao giờ mua lại được con như vậy. Hay là em mà chủ shop lớn mà em mà sợ vậy đấy, các chị thấy không? Sợ là đến lúc mình cần mặc con đẹp như thế này đi làm xui ra chẳng hạn. Con trai sắp lấy vợ đi làm xuôi ra rồi mình thích con này không có mà mặc nữa đâu. Không có mà mua được đâu. Con này 1 triệu cho em nhé. 1 triệu cho em. Đây là những con tuyệt phẩm đầu lô hàng nha các chị. Cất giấu mấy năm trời. 1 triệu bạc lên cho em mã số 10 đi. Số 10 nhé. Số 10. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào. Một chẳng nghe bao nhiêu chị. Nhắn tin ngay số điện thoại. Em 65-90. Tin nhắn Messenger của Facebook. Bạn trai nghe từ 65 đến 90 nha chị Đào Trang ơi. Mã số 10 cho chị Trang Lê Hồng. Người ta đang nói bên kia mình để nói xong đi. Mình nhảy sổ mình nói bố ai nghe gì đâu. Không kiểu là cãi nhau. Con này rảnh. Cãi nhau với chị chứ.
nhưng mà người ta không nghe được bên kia, giống như kiểu ồn ồn như cái nước sôi đổ vào cái bồn. Số 10 đúng không? Đúng vậy. Trời ơi, con này em bán đi rồi, em không thể nào mua lại được con thứ hai nữa rồi. Thôi, em gả nhá. 10 đúng không? Đúng rồi. 1 triệu á? Đúng rồi. Xong mà in 2 tờ giấy vậy. Ủa, con số con 8 này đẹp quá. Không chị nào vừa con 8 này à? Lại đi xuống nó đẹp vậy nè. Con này, các chị biết là cái con công mà cái đuôi công của nó. Em thấy chị Mỹ Hiền nha chị ơi. Đuôi công của nó đẹp vậy đó. Lấy con này đẹp lắm luôn á. Dạ vàng và bình thường con 8 ơi. Trắng 1 triệu. Trắng 1 triệu. Đây là con tuyệt phẩm vàng đem ra khoe chứ không muốn bán luôn. Em suy nghĩ từ cả đêm qua và em quyết định là chắc chị Đào Trang ơi, chị lấy con trắng chị lên ok hộ em nha chị ơi. Cái con này chị biết em bán đi rồi là không thể nào mua được con thứ hai luôn. Vì đây là những con xuất sắc nhất của lô hàng nha. Xuất sắc nhất của lô hàng. Mấy năm trước rồi các chị, xuất sắc nhất của lô hàng. Con vàng này á bán đi rồi không mua lại được con thứ hai đâu. Chị Mỹ Hiền ơi, chị lên thứ tư nha chị ơi. Nhìn này các chị. Công mà nó đẹp như vậy này. Nó đẹp hơn cái chất con công mà hôm rồi các chị mua nhá. Nó đẹp hơn nhiều vì những cái con này là đã là những con cổ rồi, xa xưa rồi. Em để dành mấy năm rồi. Nó đẹp vậy đó. Mấy triệu bạc ngày đấy đấy các chị ơi, 2 triệu mấy một con ngày đấy đấy. Bây giờ em bán có 1 triệu bạc nó không được một đồng tiền. Ê, chưa? Mày gảnh hả? Mày hỏi tao tất cả mình. Cái bà này trên này người ta lướt toàn thấy màu vàng. Người ta màu vàng. Em muốn trầm cảm. Chị lên mẹ đi. Từ nha, hồi nãy mới xuống con kia mà. Mới xuống con kia con số 10 mà. Phải không? Ừ. Tự nhiên hỏi nha. Vàng nữa, vàng nữa. Mấy chị lên vàng. Một đống vàng, 2-3 con vàng này tao chưa lên số. Hỏi vàng tao biết đường nào mò này. Tự hỏi giật cả mình nha. Con này cho em nhé. 1 triệu bạc. Em nhìn lên cái xào của toàn vàng không? Chỉ có 3 con vàng tao biết đâu. Mày ngồi mày không để ý thôi. Mày cứ cắm quay clip của tao. Tao đang nói, tao cắm đầu tao nói. Tao có được nhìn cái quần què gì đâu. Đây. Thì lên số đi. Lên. Đẹp quá. Thì nãy giờ lên số chứ mày mã đâu. Con này cho em từ 65-90 nhá. Trên mã 11. Mã 11. Mã 11 giúp em. Cô 8 ơi. Cô 8 lấy con này không? Em để cho con này. Con này này. Trời ơi con này em bán đi em lấy tiếp đây này. Em bán đi em mới tiếp em bán. Mã 11 cho chị Nguyễn Liêm. Mấy con này 1 triệu một con các chị mua xứng đáng đồng tiền luôn á. 11 đây 11 đây. Cô 8 ok cái con em cầm không? Em để cho. Ok. Con này nó đẹp. Cái con này nó có một cặp một con trắng nữa. Em để dành con trắng em bán em để như nhà rồi. Em giấu kỹ đi rồi mà em hứa với lòng em không dám cầm con trắng ra. Tại vì nó quá đẹp em không dám cầm ra em cất đấy luôn á. Em cầm con vàng ra. Nãy giờ 1 triệu hết đúng không? Ừ. Cô 8 con vàng. Tại vì là cái màu trắng này ấy. Em rất cần nhiều khi mình có đi nhà thờ chẳng hạn này kia đi những cái chỗ mà rất là lịch sự cầu nguyện ấy thì mình mặc con trắng ấy. Còn con vàng là tết nhất ấy. Tết ngày tết này kia mình mặc ấy. Nó hợp. Đây một con vàng nữa nhá. Con vàng này nó không đẹp em nghĩ lấy tiền luôn ha. Cái chất của con cái con công này nó đẹp gấp bao nhiêu lần cái con mà các con công bình thường các chị mua ấy. Cái này nó đẹp lắm, nó là hàng cổ mà mấy năm rồi, cái lô này là mấy năm rồi. Em để dành các cái con đầu lô đấy. Để mà mặc đi bán làm gì nữa? Tại vì em là nhà bán hàng mà mỗi một đợt về là em cắt một mớ, mỗi đợt về cắt mớ. Bây giờ nó đầy rồi mới đang bán chứ không thì nó không đầy không bán làm gì. Em chấm bài hộ em với mấy chị ơi. À, không đầy bán làm gì? Tại vì đầy nhà. Em từ 65-90, nó quá đầy nó sập xào luôn đó các chị. Em bê từ trong phòng ra mà em bê từ 11:30 hơn 11 giờ. Mà cho đến 4 giờ sáng em bê còn chưa hết nữa mà. Đâu phải ít đâu. Mà vẫn còn nhiều á. Con này cho em nha. Con này 1 triệu lên cho em mã số 12. Còn có vài con hết rồi. Không có nhiều đâu. Để dành mỗi một lô một con à. Đấy y trời ơi con này nó dã man. Trời ơi nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng khiếp nhá. Mã 12 cho chị Án Huỳnh Thị. Các chị nhìn này. Trời ơi nó đẹp. Em nói đẹp 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 đến mức độ kinh khủng khiếp luôn. Đẹp đẹp mà không có từ ngữ nào mà diễn tả được đâu. Mua thử đi rồi biết nhá. Đấy những cái con em để các chị nhìn này. Cái ly của nó này. Mặc dù các chị có thấy trên thị trường như thế nào đi chăng nữa, không bao giờ giống con này của em nhá. Em bảo đảm không bao giờ giống. Vì những con này á các chị nhìn này. Cái ly của nó này chuẩn xịt sò mới cất đi nhá. Không xịt sò nghỉ cất luôn. Con này lên em má số 13 nhá. Eo từ 65-90 1 triệu. 12 12 đây.
đồng điều dữ lắm á chị ơi. Cấp trong khu vực đèn đỏ. Mã 13 cho chị Pha Kim. Ừ. Các chị nhìn con này đi. Trời đất ơi, các chị ơi, rồi cái con này nhà em đi rồi xuống. Em nói về chắc các chị không dám mặc luôn á. Tại vì nó quá đẹp. Nó quá đẹp rồi không dám mặc lên luôn á, cất đi luôn á. Nó đẹp như vậy đó các chị. Các chị nhìn thấy nó phê không? Đưa tới đâu là phê tới đấy luôn á. Đấy, cái chất này. Cái chất này các chị, nó đã vậy đó. Đã cực kỳ á. Cái con này nó phê lắm. Eo từ 65 đến 90 nhá. Eo từ 65 đến 90 giùm em. 1 triệu nhá, lên mã số 13. Ơ 14. 14, 14. 13 đây. 14 cho chị Hoa Thiên. Trải nghiệm với con này của em đi. Cho dù ở đâu người ta bán 300, 400, 500, 600, các chị cứ so con này của em 1 triệu thì nó khác nhau hẳn. Em lên lần lượt có cổ nào lên cổ đó nha các chị ơi. Các chị nhìn này. Những cái con mà em để dành á. Chấm chấm bài của em với mấy chị ơi. Cái ly của nó đẹp lắm. Cái ly của nó siêu đẹp nha. Con đầm nó ăn tiền ở cái ly đó các chị. Mà bây giờ cái ly nó không đẹp thì sao ăn tiền ha. Con này nó dã man lắm. Dã man cực kỳ luôn á. 1 triệu một con. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên cho em mã số 15. Mã 15 cho chị khách sạn Hồng Hương. 14 đây. 14 của ai đây? Đẹp quá nhỉ. Chút thôi. Mua con này về. Hơn 1 triệu một chút. 15. Trời ơi, em có mấy con để làm giống rồi đấy. 15 đây. Mấy con để làm giống. Ôi hết con mẹ rồi. Hết con mẹ ăn không rồi. Con hổ màu đen. Mua con hổ màu đen cho em. Nó đẹp như vậy đó các chị. Eo từ 65 đến 90 cho em. Đẹp không? 800 ngàn nhá. 800 ngàn lên cho em mã số 3 đi. Mã số 3 cho em. Mã số 3 800 ngàn. Một con trắng. Eo từ 65. Con này form Âu nhá. Không có dập ly. Form xòe Âu. Con này cho em 250 ngàn. Eo từ 65 đến 90. 250 ngàn. Lên cho em mã số 4. Mã 4 giùm em. Một con đầm đẹp độc lạ. Cái này em gọi là râu mực á. Số 4 nha chị. Số 4 250 ngàn. Số 3 800 ngàn. Mã số 4 cho chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Trời ơi con này đẹp lắm này. Nó nhúng nhúng nhúng. Sửa giá số 4 dùng. Dạ. Cái này các chị eo 80 quay về. Eo 80, 82 quay về ai cũng mặc được hết nha. Còn size cao hơn mặc cũng được. Nhưng mà có điều nó căng phình ra nó không đẹp bằng đúng cái size em đọc. Eo 82, 84 cũng được. Eo 82, 84 quay về là mặc đẹp nha. Này nhìn này, đầm xịn sò nhé. Con này độc lạ lắm luôn đó chị ơi. Không dạ mạng em, mạng bên em không bị đấm nha chị ơi. Không có ai có con đầm giống em đâu. Em vui viên nhật cả bao nhiêu năm trời rồi. Có đầm nhật này này. Thế bạn mạng chị chậm á chị ơi. Đầm siêu phẩm mới móc ra mỗi mẫu có một con thôi nha mấy chị. Con độc lại cho em 500 ngàn nhé. 500 ngàn. Cái này của Nhật nhé. Lên cho em mã số 10. Mà 4 đây, 4,5 nhé. Có giá đúng không? Chị Phan Lê xin con này à? Con này 500 ngàn chị ơi. Con này con của Nhật. Nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Nó cài cúc này. Trời ơi nó đẹp lắm. Nó theo trực tiếp cô đầm luôn nhá. Cái này người ta theo trực tiếp cô đầm luôn như vậy này. À, số 10. 400 ngàn. Ê chị vừa đọc như vậy. Chị đọc 400 đúng không? 45 gì đấy. Tao vừa đọc xong tao quên mẹ rồi. Cái giá nó chị có một ghi lên á. Nó bị tuột ra. Cái đấy nó không dính giá được. Cái đấy nó tuột giá ra rồi. Mã số 10 cho chị Thu Nguyễn. Chị Thu Nguyễn ơi, em vừa đọc cái con này bao nhiêu tiền này. Em tự nó rớt cái giá rồi. Rớt cái giá quên mẹ mất. Cái con này này em cho chị coi này. Nó đẹp từ A đến Z nha. Em nói nó đẹp từ A đến Z luôn. Đẹp kinh khủng mát sườn đây nhá. Con này là hàng xịn, đây là hàng hiệu này. Nó là hàng hiệu đây nhá. Trời ơi, mấy con em cất thì mấy con này nó vít lắm. Con này eo 76, 78 quay về. Eo 74, 76, 78. Trong mấy cái size đấy mặc đẹp nha. Con này đắt tiền chị ạ, tại vì con này con VIP 500 ngàn á. Chị Phan Lê có ok con này không? Ok là hốt thôi nhá. Em có một con này này. Em không muốn bán luôn á. Để Mã số 10, 500. Cái con này
đổi giá không? Cái con này 2 năm trước tụi em mua một con này đầu tiên 2 triệu mấy một con đấy. Về sau này tụi em nhập được một lô chị lên fan ơi, chị ok con đen theo chị lên ok hỏi em nha chị ơi. Về sau này em nhập một lô lớn em bán 1,5 triệu một con. Chị Hoa Thiên chị... Còn cái con đầu này, con đầu lô này, con đầu tiên em mua 2 triệu mấy một con mà em phải nhăn năn nỉ người ta mãi người ta mới bán cho em con này đấy. Em để từ đó tới giờ để dành mấy năm trời đấy, các chị nhìn này. Nó còn đẹp hơn viên Nhật, các chị mua vài chục triệu ấy. Nó là viên Hàn đấy nhá. Nó đẹp đến mức độ mà em chưa một lần thọt vào đâu đấy. Em có con màu, em để dành được 2 con, một con tay ngắn và con tay dài. Em để dành con tay ngắn lại, mà con này con tay lỡ như vậy. Nó đến đây. Nó đến cái củ trỏi tay mà này, cái chỗ này. Chị Lê Phan ơi, chị Cúc ok, con nên theo không chị ơi? Chứ nó không dài phủ nó tới đây ha, nó tới chỗ này mình. Đẹp không? Con này thật sự ra chị nào mà mua được con này VIP lắm luôn á. Giờ là đi thận săn những con này tuyệt chủng rồi. Cái con này sau khi mà em bán cái lô hàng ấy xong mấy ngàn con rồi là người ta báo là tuyệt chủng con này rồi, không có nữa đâu. Không có à. Con này 1,5 triệu, chị nào lấy con này thì em bán cho nhá. Còn không thì em để em ngắm thôi. Tại vì nó quá đẹp đi á. Nó đẹp đến mức độ này, các chị nhìn này. Đẹp không một tì vết. Cái ly các chị nhìn này. Áo em chưa mặc một lần nha. Áo em chưa mặc một lần. Eo của con này eo từ 65 càng ra đến 90. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái cổ trắng này mình có thể tháo ra được. Eo nhỏ không được. Cái cổ này có thể tháo ra được nhá. Có thể tháo ra được. Cổ lá cổ đi theo nhá. Chị nào eo 65 90 con này 1,5 triệu cho em nhá. 1,5 triệu. Chị Lê Phan không vừa. Chị eo 82 con đen theo này bác. Rồi con đen này. Con đen Âu VIP này cho em 500.000. Cái này đẹp lắm, cái này nó cố dây này, dây đôi này. Các chị cột nơ này. Đẹp cực kỳ á, con này em để mấy năm rồi đó, không rẻ đâu. Hàng của Nhật đấy. Nó có rẻ mấy trăm ngàn như thế đấy. Mẹ em bán mấy trăm ngàn cái chị mua tiền triệu. 1,5 triệu đúng không chị? Cái con mèo đấy 1,5 triệu. 1,5 triệu cho chị Nga Nguyễn. Con này cho em nhá, 500.000. Đấy, chị nào vừa thì lấy nha. Sự giá chứ. Eo 74, 75, 76, 78, 500.000 nhá. Con này chị nào lấy thì lên mã đen 500. À, chị nào lấy con 1,5 triệu này vậy? Chị Nga Nguyễn. Ngày mai tôi đóng hộp đồng hoàng cho em nhá, mấy con này. Đóng cho cái hộp đàng hoàng của tế đâu. Cái hộp giấy á. Đóng cái đàng hoàng của tế vào mấy con chị. Chị đừng có gỡ ra. Chị để người treo ngoài kia đây. Ừ, để gỡ ra, tao gỡ ra, tao thấy nó đau lắm đúng không? Đừng có gỡ ra. Chị đen đen, chị Nguyễn Thư Lê. Tao gỡ ra thấy đen. Đen 500 cho chị Nguyễn Thư Lê. Thôi em đưa về nhà không. Chị có đưa không? Không. Chị có đưa không? Đưa. Mày đem mày dặn dặn cho tao. Nhẹ nhàng thôi, em đau. Cổ đẹp không, có chị mặc cái này lên. Bây giờ tự dâng hay là để người ta lên lấy? Muốn mặc cổ sơ mi thì để cổ này mặc, còn không muốn mặc cổ sơ mi mà cổ trụ thì gỡ nó ra. Rất là dễ mặc nha. Trời ơi, các chị nhìn cho em cho chị coi một lần nữa để cho nó phê nhá. Đêm ngủ cho nó ngon. Không một tì vết nha. Con này em tông đáp dữ lắm. Em treo là treo nó một chỗ riêng cách ra, không có dính được con nào hết. Vì em rất là nâng niu con này. Lụa hai da nhá. Lụa hai da. Cái chất này bây giờ thì hiếm lắm. Cái chất này bây giờ không có nữa. Mấy năm trước mới có. Chất này bây giờ không có nữa. Mắc sườn đàng hoàng đây. Nó mới lắm. Mới đọc ra 200 triệu thôi con. Nó mới quá trời như vậy à. Mặc con này về thôi. Nè em ơi, kẹp vô đây để treo lên xào đó. Treo lên xào đi rồi. Lý xe ghi 1,5TR mà đọc ra 2,5 triệu. Đó, đọc xong. Nó đẹp quá, nó ghi 2,5 triệu. Nhưng mà chị mỗi nhìn lộn ra 250. Mẹ ghi từ đấy tao chết à. Đập nhật 2,5 triệu gì vậy? Thì đó, xong rồi em nghe, em mới quay đầu sang, em thấy. Em mới nói thôi. Có cái gì VIP không đâu rồi nhỉ? Có cái gì VIP không nhỉ? Có em VIP nè. BBD, cái xào ngang đó chị em. Cái xào ngang hồi nãy mấy đứa nó bê qua đó. Đấy, đánh trống lạng luôn. Chán thật chứ. Cháu xếp bài hỏi em mấy chị ơi. Chị Phương Nguyên tối nay cho em ăn bàn xung quê với chị ạ. Ừ. Còn ai nữa? Chán mà chị thật chứ. Ôi. Còn một con Vin dập ly. Vin dập ly cho em. Con này đẹp không? Vin dập ly cho em nhá. Con này siêu đẹp, 350.000. Trời ơi, mấy con này em cất đi nó báo đẹp ạ. 350.000. Lên cho em mà. Eo từ 65 đến 87 thôi, 90 mặc hơi chật. Eo từ 65 đến 87. Lên cho em mã số 11 nhé. Mã 11, 350.
trời đất ơi. Này con này đang suy nghĩ là gì đúng giờ. Có nên bán không hay con đi tiệc này? Bán đi. Ai có con đi tiệc này có nên bán không? Bán đi mua trà sữa. Trời ơi nó đẹp. Bán đi. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Cái này mặc á, khi mình bước đi nó xẻ đây nè. Nó có một chút hoa rơi ngay cái phần xẻ này. Có một chút hoa rơi ngay phần xẻ. 11 bao nhiêu vậy chị? 3,5 ạ. 11 cho chị Lê Phan. Cái con này nó đẹp lắm luôn á. Nó thuộc cái dạng all vip á. Dạ ơi, 3,5. Chất gì nè. Cái con này phong all vip cho chị nhá. Siêu đẹp chưa? Cái đậm đỏ cho chị xem em ơi. Cái đậm đỏ phía sau trong. Để chị xem kìa. Chị nói em 80 quay về chị mặc đẹp. Lê Phan ơi, chị có má 11 rồi nha chị ơi. Em 80 quay về mặc đẹp. Trời em dẫn tiếp con này ghê ấy. Cái form nó đẹp quá à. Nó đẹp từ A đến Z như thế này. Đẹp nhờ. Cái này 700 ngàn cho em nhá. 700. Chị nào lấy con này em 80 quay về thì lấy nhá. Nên em mã 12. Mã 12 700 ngàn. Cái gì? Con đỏ con gì? Đỏ sau lưng. Đỏ đây, đỏ 390 ngàn, xòe ly quạt nhé. Con này 700 hả? Ừ. Không có giá để đổi. Nhìn này các chị. Xòe ly quạt, còn đúng một con duy nhất. Eo từ 65 đến 90 cho em. 390 ngàn lên mã đỏ. Chị nào hỏi con này thì lên mã đỏ. Cái chị nào hỏi thì lên mã đỏ nhé. Chị Phạm Châu ơi, chị ok, chị lên mã đỏ hộ em. Cái con này bao vip luôn á. Trời ơi, con này nó đẹp. Ok, đỏ cho chị Phạm Châu. Con này 1 triệu một con lần đó các chị ơi, Âu VIP, Âu mà Âu đi tiệc này. Hàng của Nhật nhá, cái này hàng của Nhật. Những con đi tiệc này nó không có rẻ, hàng của Nhật nó không có rẻ. Sự giá dùng nó là dòng Âu VIP. Eo chết. Eo, em đo kỹ con này thử coi. Nó 1 triệu cho nên mình phải đo kỹ. Kỹ ngực. Rồi về nó chật tung tung, nó mệt. Thường là tụi em bán toàn là trừ hao hết rồi, trừ hao thoải mái rồi. Mã 12 cho chị Châu Hoàn Mỹ 700. Eo, ngực của con này ngực 94 nhá. Ngực 94. Eo chết. Sự giá 700. Eo chết. Eo 80. Xin lỗi. Eo 74, 75, 76. Trong 3 size đó mặc đẹp. Cột nơ ở đằng sau nhá. Để em cột vào cho các chị coi. Con đó 1 triệu hả chị? Cái gì vậy? Con đó 1 triệu hả? Dạ, 1 triệu em ơi. Nó nhỏ thôi nhưng đặc biệt. Đây. Nó đẹp như vậy này. Đẹp quá trời nhá. Sao nay tôi có cái nơ méo xẹo chú? Hôm nay chị bị pha ke rồi. Hôm nay tôi có cái nơ méo xẹo rồi tôi cột lại. Rồi ok. Đây. Nó là dòng Âu VIP nha các chị nha. Âu xịn đấy. Trời ơi nó xịn sò con bò chưa. Trời ơi em tiếp con này nó bán không vừa mà bán cũng tiếp. Tại vì con này nó đẹp quá. Chị nào có chia sẻ bài. Chị có chia sẻ bài. Cái con này em vừa bán vừa tặng nha. Vừa bán vừa tặng cho các chị với cái giá 1 triệu bạc. Không đẹp nghỉ lấy tiền ha. Mày không? Đồ ăn bán đâu? Đồ ăn bán đâu? Mã đen mấy chị ơi. Có cái bán đâu? Mã đen á. Mã đen mấy chị lên mã đen hỏi em nha. Đẹp quá. Có nút chia sẻ mấy chốt nha chị ơi. Đẹp quá đẹp quá. Đồ đã chưa bán thật đâu. Từ từ đã kiểm tra đàng hoàng cái gà. Họ mình lên bã mất rồi. Cho các chị coi rõ ràng đàng hoàng mới bán đàng hoàng chưa đâu. Họ mình lên bã rồi. Cái này này. Nó là tem của USA này các chị nhìn này. Tức là em khui trong kiện đậm Nhật ra đấy, nhưng mà nó xuất xứ từ USA qua đấy các chị. Đẹp quá ha. Đùa đấy, em đùa đấy, chưa bán đâu. Không, em lên mã rồi. Mã vô duyên đấy, em một mã vừa không lên mã. Chưa đâu. Chị Châu Hoàn Mỹ lấy con này vừa. Đó, bây giờ tiếc là đang tiếc ngớ ngẩn là tại vì con này nó không vừa em, tiếc quá. Dạ. Đâu. Em 80 đâu có vừa đâu. Lêu lêu chị. Tôi có 80 thì vừa, tôi không bán. Con này em có 74, 75, 76 á. Em 80 vừa chị đã không bán này. Eo chị, eo 80 thì em thấy à? Thấy mấy chị nghe thấy eo chưa lên nữa em chị ơi. Em có 74, 75, 76 thôi. Em bây giờ mới phán giá thiệt này nha. Con này cao tiền đấy. Bình thường tụi em có bán triệu triệu mấy một con đấy, phải rẻ đâu. Mấy chị
Hôm nay là mùng 7 tháng 3 nhá. Mùng 7 tháng 3 em bán cho các chị con này 800.000 thôi. Đúng eo mới chốt nha, không đúng eo đừng chốt. Cái vú 94 và cái eo là eo 74, 75, 76. Eo 70 cũng không chốt, eo 78 cũng không chốt nha. Tại vì như vậy cũng không mặc vừa, rộng quá không đẹp, chặt quá không được. Chị khách sạn Hồng Mân ơi, eo chị bao nhiêu vậy chị? Eo 76 quay về thôi nha, eo chết đấy, không có chun đâu. Con này nó đẹp lắm, đi tiệc thì bao đẹp này. Chị khách sạn Hồng Mân ơi, eo chị bao nhiêu vậy chị ơi? Ôi cái này em còn một con 29 hôm qua người ta đòi quá trời. Không bán thì cứ để đây treo ở đây. Eo từ 65 đến 90, con này 290 ngàn nhá. 290 ngàn, con này đắt tiền là cái gì? 290 ngàn đấy, em bán có 29 thôi đấy. Con này lên mã số 15 cho em đi, mã 15. Mã 15. Con này cho em này. Một con tuyệt phẩm Maxi nhá. Con này con tuyệt phẩm Maxi. Nhìn con Maxi là muốn. Con này đi tiệc ấy. Chị khách sạn Hồng Hưng, eo lộn ngực 94, eo 76 vừa không? Thì cái đó đúng ngực 94, eo 74, 75, 76 đấy chị. Đúng luôn đấy. Vậy chết cho chị khách sạn Hồng Hưng. Có điều á, mà chị nhích lên một tí là không vừa đó, tại vì eo chết. Mà đúng eo 76 quay về ngực 94 mặc vừa. Nó eo chết nha chị khách sạn Hồng Hưng ơi. Em chốt cho chị khách sạn Hồng Hưng. Đẹp quá. Con này em sợ chị về chị lại bảo dài đấy. Con này nó dài biên man đấy, sợ về sợ là chị để bảo dài chị lại trả lại em chán rồi. Con này chị quyết định không dài đấy. Nó dài như cái con vàng hôm trước chị trả lại em ấy. Nó dài á. Con này cho em nhé. Chị nào mà eo từ 70. Chị khách sạn Hồng Hưng ơi. Eo 70, 75. Chị lấy con đen thì chị lấy ok của em nha chị ơi. Chị nào eo 74, 75 nhé. Mặc cái con này đi tiệc. Mặc đi tiệc. Mã 15 cho chị Trang Lê Hồng. Trời ơi mặc đi tiệc còn đẹp được nó đi biển à. Đẹp quá, con này 200 ngàn. Lên mã 200 cho em cái. Lên mã 200 nhá. Eo 70, 74 nhá. Còn đẹp quá. Con này đẹp quá luôn đấy. Cắt được không? Cắt thì được thôi. Cắt thì được chứ. Cắt được cái gì chả được, được. Cắt được nhưng mà nó tiết nhiều không? Nó tiết đi. Nó quá tiết đi ấy. Thế cắt được em chốt nha. Thì cắt được, chị thích thì chị cắt thôi, không vấn đề, nhưng mà có người là tiếc. Tốt cho chị khách sạn Hồng Hưng. Nó tiếc các chị. Con này 800 nè. Chị nào 200 đây. Còn con này 15 là 209. Mã 200 cho chị Xuân Thủy. Con này đẹp lắm các chị này. Mã 15 là chị nào đây? 15 một nồi dưới em. 15 cho chị Trang Lê Hồng. Trang Lê Hồng đây, 15 đây. 15 đây. 15 đây nhá, 15 209. Chấm chấm ngoài hộ em ấy mấy chị ơi. Con kia 200. Chị nào con eo 90 đâu. Chị nào eo 90 em bán cho con tuyệt phẩm này 350. Cái con này là một cái con Montagi. Mà nó là hàng hiệu xịn sò các chị nhá, nhìn này. Chất nó đẹp lắm. Nó mới lắm nha. Mới tinh nha. Chị nào eo 90 á, quay về thì mặc được. Con này 350 ngàn. Chất xịn nha. Xịn sò con bò. 350 ngàn lên em mã số 16 nhá, mã 16, 350. Ở đây em có con khoác này. Hả? Chị khách sạn Hồng Hưng lại thôi để cho chị khác. Con này cho em, con khoác này chị. Ê, lấy cái con màu đen nãy 800 may là đây. Con này khoác xịn nha. Chị nào size nhỏ hơn em á, khoác thì cài vô được. Em thì nó cài vô nó hơi bó, em thì chỉ mặc không mà thôi. Khoác xịn nha. Vậy con đen em chốt cho chị Mai Trần eo 75 nha chị ơi. Eo 75 thì mặc quá VIP ha. Con đỏ đẹp quá. Sửa giá giúp. Con khoác đỏ đẹp. Đấy, quá. Con đen của chị khách sạn không vô. Con đỏ này dài bên mang đây. Đấy nhiều đây. 800. Đấy cái con của chị khách sạn không vào rồi đi. Đây. Mặc nó đứng đây. Dán đây. Khoác đẹp cho em nhá, khoác đỏ. Cái này các chị mà khoác đi tiệc á, mà mặc mấy cái đầm dây ấy, mấy cái đầm mà nó có hai dây đi tiệc á. Thì mình đi từ nhà lên tiệc á, mình khoác cái con này vào. Chừng nào vô chị Pha Kim ơi, mã đó chị lên thứ ba lận nha chị ơi. Chừng nào vô bàn ăn á. Mã 16. Bà bé ơi, chị Võ Thị Hồng Loan cho chưa? Khoác đẹp cho em nhé. Khoác đẹp 200 ngàn nhé. Lên mã khoác. Khoác VIP mà. 200 ngàn lên em mã khoác. Mã 16 cho ai đây? Cười. Chấm rồi đó. Con mã 16 đẹp quá này. Từ bên nội. Khoe nữa chứ. Trời ơi không nhanh có cắt đi giờ. Cũ hả?
Mã 16 cho chị Võ Thị Hồng Loan. Chị Lê Thị Ái hôm nay có vào không nhỉ? Tối nay không có chị Lê Thị Ái vào. Con này VIP của VIP nha. Chị nào eo từ cái con này mặc lên cứ như không mặc luôn các chị ơi, mặc cả ngày không thấy nóng luôn nha, cái chất nặng rừ mà nó mát rồi ạ. À. Chị nào eo từ 70 eo từ 75. Chị nào eo 75 đến 80 nhá. Eo từ 75 đến 80 cho em, size L mặc đẹp lắm nha. Form eo đỉnh của đỉnh như vậy này. Chất bão đã luôn. Cái này 350.000 lên cho em mã số 17 nè. Mã 17 cho em. Chị đòi đi. Ơ, tao ngồi đây tao bước một giây tao lấy một được mày hố. Ba rưỡi. 17 nhiêu chị? 17. Cái con đó ba, cái con mẹ em đang kể. Rồi, em sợ giá rồi. 3 rưỡi. Mã 17 cho chị Phạm Nga. Trời, mấy con này đẹp quá trời đi. Hướng dương ngô gì đây? Trời, con này đẹp quá. Ôi, vậy tao bấm lộn hả? Chị nào em 80 quay về. Eo 80 quay về giùm em nhé. Eo 80 quay về. Con này cho em 250.000. Eo 80 quay về đáng. Lên cho em mã số 18. Mã 18. Cái con này này nó có nhiều cái con khác nhau các chị nhá. Các chị cầm cái chất nó khác nhau đấy. Có những con thì tụi em bán tới 300-400 một con đấy. Còn cái chất lụa này tụi em bán có 250 thôi. Giá sỉ nhá, người ta ra bán là 400-500.000 đấy. Còn có những con mà cầm lên chất nó đã hơn nữa thì đắt hơn nữa nhá. Hoặc biết động bao nhiêu chị? Hoặc biết động động vậy hai em được. 18 cho chị Huyền Vân. 18 đây, hai em được. Cái con này cho em này. Tuyệt phẩm thung lạnh. Các chị nhìn, các chị nào mua được con thung lạnh nó đẹp vậy chưa? Đẹp lắm luôn á. Chị nào eo 78-80 quay về nhá, 200.000. Lên luôn cho em mã 200 nhá. Cái này là con tuyệt phẩm thung lạnh các chị nhìn này. Trời ơi, người ta bán cao chứ nhà em bán còn có bao nhiêu đâu. Đấy, 200.000 lên cho em mã số 19 này. Mã 19 cho em này. Chị Lê Thị Ái không, mày không vào à? Buồn thế. Không vào được làm sao? Hả? Không vào làm sao? Một con đi tiệc cho em. Thích cái màu này này. Cái màu rượu vang này. Cái màu tím tím dạng rượu vang này. Nó đẹp, đi tiệc đẹp này. Chấm chấm bài hộ em với mấy chị ơi. Con này em 80. Ồ, em mặc vừa, em tưởng em không vừa, mới bán thì em vừa. Con này em vừa. Để ơi, coi chị này có thông tin chưa. Con này em mặc bao đẹp luôn á. Con này em mặc em đi dép cao lên là nó bao đẹp luôn á. Tưởng đâu mình không vừa, anh ngờ mình vừa mà mình không bán đi. Tại sao mình bán đi? Mấy con này em cất bao nhiêu lâu rồi mới có. Bật cái ghê đi. Chị Mai Hương Trần, chị chưa cho em thông tin và tin nhắn Facebook. Em chưa chốt mã này cho chị nha chị ơi. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đồng, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Trời, con này em mặc đẹp lắm. Thôi em không bán con này đâu, em cất đi. Em tưởng em vừa chứ, em vừa in ấy. Rồi giống như kiểu cậu nằm với mợ đấy. Nhà cậu nằm với mợ đó. Tự nhiên có cái vai áo này vô là mất đẹp đi. Cởi ra. Trời ơi, đẹp vậy đó. Trời ơi, đẹp vậy đó, sao bán em được. Cái màu đẹp quá. Chỗ này mê, chỗ này mê chưa. Mà cái chỗ này là có cái miếng này. Bé ơi, coi cho chưa. Nó che cái bụng. Đẹp quá. Cái này đi tiệc bao đẹp rồi. Bao đẹp. Con này các chị yêu 80-84. Em mặc cái này. Cái này các chị yêu mặc 80-84, con này đẹp quá. Đẹp quá, để cành thôi chứ bán tiếp. Cái màu này hiếm có. Cái màu này bán đi rồi, để tiếp. Cui cho màu này bán có. Chấm chấm bài hộ em với mấy chị ơi. Chị nào yêu 82-84. Gửi cho em này. Em 80-82-84 nhé, 350. 350.000. Cái con như thế này như ở trong khu của em qua em cất đi là còn mấy con nữa. Chị mẫu mặc đầm này xinh gái. Mấy, còn mấy con nữa. Con này em mặc đẹp lắm, đi tiệc thì bao đẹp luôn á.
em mặc đẹp, các chị cao, các chị mặc đẹp hơn em nữa. Em lùn mà, em có 1m55 mà. Nhưng mà em mặc, em đi dép cao vào nhìn em không thấy, mà không thấy lùn chị nào. Chị nào lấy con cái màu, cái màu tím 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 này nè, 350 ngàn mã tím nha em nhé. 350 mã tím tầm tiền nha các chị nhé. Mã 350 cho chị à, An Vân. Trời ơi, con này ngày trước em mặc vừa y, nó đẹp lắm mà sao bữa nay em bự dữ trời. Em nhớ em sọc vô thử rồi đó. Em thấy đẹp quá nên không chịu nổi, em cắt đi á. Các chị nhìn cái đằng sau của nó này. Cái khúc này nè. Cái khúc mà đuôi công này. 350. Khi em mặc lên á, cái khúc đuôi công á. Nhìn cái khúc đuôi công này. Nó đẹp, ôi là đẹp luôn đó. Đi dép cao lên cái khúc đuôi công nó vác đẹp cực kỳ. Mà sao bây giờ em bự dữ rồi. Hồi đó em có eo 72 rồi trời. Chị nào eo 72 quay về nhá. Eo 72 quay về cho em con này nhá. Đẹp chưa? Dạ, 350 đồng tím nha chị An Vân ơi. 200 ngàn cho em con này nhá. 200 ngàn, con này không đẹp không lấy tiền á. 200 ngàn lên em mã số 20. Mã số 20. Trời, cái mít vô. Ủa, mít đâu? Đang rờ ní. Ủa, rờ lên với mít đâu? Chưa ra chú vô. Một con nhung nhá, một con nhung phong Âu. Con này nó đẹp vậy nè các chị, nhung nó đẹp vậy nè. Đẹp tuyệt vời luôn á. Chị nào eo 82, 84 quay về. Eo 82, 84, cái này form Âu xịn nha các chị nhá. Form Âu xịn nó vậy này. Nó dập ly, dập ơ vậy, dập ly quạt này. 200 ngàn cho em lên mã nhung nhá. Mã nhung 200. Nhung 200. Đi tiệc cho em nhá. Một con đầm tiệc siêu đẹp như vậy ha. Trời ơi nó đẹp là dã man. Chị nào eo 70, eo 70, 72, 74. Để em kiểm tra cái ngực eo 74 coi. Được, ok. Eo 70, 72, 74 cho em 200 ngàn nhé. Lên cho em mã số 21. 21. Chấm chấm bài hả em với mấy chị ơi. Con này đẹp quá. Còn vài con em bán nốt đây các chị. Bán nốt cho mai đi đơn. Chị nào, chị nào eo 74, 75, 76 nhé. Eo 74, 75, 76 giùm em. Con này siêu đẹp luôn á. Siêu đẹp cho em con này. Chị nào có chia sẻ bài em bán cho 200 ngàn. Lên cho em mã số 22. Mã 22. Một con đen đi tiệc. Bằng lụa nha, chất lụa nó rẻ đây nè. Chị nào eo 74, eo 70, 72, 74. Chị nào eo 72, eo 70, 72, 74. 200 ngàn lên em mã số 23. Con mình của chị coi có ai hiện người chia sẻ mới. Chị Huỳnh Văn, coi có hiện người chia sẻ chưa? Thanh cứng. Mã 22 cho chị Huỳnh Vân. 200 mà đúng chị. 22 đây. Ừ. Con này 300 mấy một con nữa các chị. Em còn vài con, cái thứ nhất cái hai nữa các chị chia sẻ bài nhung cho đen. Em. Nhung đen. Ê mẹ. Cái gì? Con nhung 200 mà đúng không? Nhung 200. Từ từ nha. Coi chị này có hiện người có không, không cần thiết phải không? Không, có phải. Ý chị là em đang hỏi nó là có địa chỉ chưa? Có địa chỉ chốt nha. Chưa có. Chị Nghiêm Thị Thành chị chưa cho em đầy đủ thông tin và tin nhắn Facebook. Em chưa chốt con nhung đen 200 cho chị nha chị ơi. Trời ơi con này nó đẹp. Toàn bố kim sa đính toàn cái đầm ấy. Đính bằng thủ công bằng tay cái gì nhá. Toàn bộ hết. Đính hết như vậy này. Em hỏi các chị sao mỏng đẹp. Về các chị mặc cái con này lên. Xong rồi mình khoác một cái khăn lên trên vai nhá. Khoác cái khăn lên là đẹp nhá. Nó không có hở, không sợ hở nha. Nó đính hết các chị nhìn này. Bao nhiêu là đính đẹp như vậy đó, đi tiệc đẹp vậy đó. Cái này chị nào cao 1m6 đổ lên thì mà quá đẹp. Eo 74, 75, 76. Eo 74, 75, 76 mà quá đẹp nha chị. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Thủy nha chị ơi. Đẹp không? Chị nhận được đồ rồi nhé. 350 ngàn lắm. 350 ngàn lên em mã số 24. Nhà em không gọi điện chốt đơn nha các chị ơi. À, chị Ngọc Thủy cảm ơn chị nhá. Ô các chị khách mong con nhiều chị hôm nay nhận được hàng. Chị nào cũng khen đẹp hết. Các chị nào cũng khen đẹp, cảm ơn các chị nhiều lắm. Trời ơi, con này em đang thương tiếc. Trời ơi, nó đẹp. Cái phong bao nó đẹp như vậy này. Cái phong bao cầm nó rất dây vậy này. Phong bao này để cho em nhé. Chị nào? Có mã 24 không chị? Có mã 24. Bao nhiêu? 350. Mã 24 cho chị Hoa Thiên. Cái này giờ sao ta? Mày kẹp giấy đây, mày treo lên kia đi em. Ngày mai mới bỏ xuống, đóng đi luôn nhá.
đóng một mình nó một bọc riêng các em nhé, không được đóng vào tụi nó, cẩn thận con này. Cạ nhẹ thôi là nó mắc vô là chết chưa? Mà cẩn thận nha. Xem cây xào nha. Đi kẹp giá vô. Kéo cái này lên cho không trễ. Chị khi về nhà giặt nhớ treo cái dây vô cùng nha chị nhá, không trễ cái dây ra nhá. Kêu nhớ cái ngày mai Vân nha, Vân kêu mấy anh đó nhá. Kêu mất một cộng lông nào là chị Phương trừ luôn đấy. Cẩn thận đấy, mày táng táng mà quẹt vào chỗ nào mà nó mất một sợi lông nào mà biết. Chị nào mà eo 78, 80 quay về đẹp kinh khủng khiếp con phong âu này nhá. Mày táng xéo háng nào. Chị nào eo 78 mà 80 nhá. Con này đẹp lắm đó chị ơi, 250 ngàn nhá, vừa bán vừa tặng ha. Lên cho em mã số 25, mã 25. Trời ơi, con này lụa đẹp quá. Cái này lụa một lớp nhá, mà nó đẹp cực kỳ luôn á. Không có phận cái này là không mặc hai lớp đâu, hàng xịn mà. Hàng xịn người ta không có, cái lụa này nó đẹp lắm. 25 cho chị Phạm Nga. Ờ. 25, 250, 250. 250 ngàn, 250 ngàn. Chị Phạm Nga ơi, nhận con đầm này về muốn xỉu. Mặc khoác vét vào cho em. Đẹp kinh khủng khiếp. Còn đi tiệc á, chị khoác cái khăn vai nhá. Đẹp kinh khủng khiếp. Con này cho em eo 80 quay về 200 ngàn. Chị nào eo 80 quay về cho em 200 ngàn. Cái lụa nha các chị nhá, lụa rất là đẹp. Eo 80 quay về lên em mã số 26, 200 ngàn. Trời ơi, phong âu đi tiệc. Chị nào eo 74, 75, 76. Hoa rơi hoa ơ phong âu, xòe như vậy này. Trời đất ơi nó xòe. Chị nào xấu như cú 200 ngàn để lên. Để em Phương chọn đồ là lên cho em mã số 27. Ô cái nào ưng luôn cái ý. 27 cho em nhé. Một con nhung. Ô, con nhung này sao lắm các chị ơi. Này nhìn này. Con nhung này rất ba rất ơ. Em có một cặp luôn á. Hôm trước em lâu rồi em mặc một con. Con to hơn con này. 26 cho chị Thanh Thủy. 26 26 200 ngàn. 27 cho chị Thiên Cậu Gia Bạc. 27 27 200 ngàn. Cái con này đẹp lắm luôn á. Các chị nhìn này. Nó là phong âu này. Cái này rất ba rất ơ này. Chị nào eo 78 80 đâu. Nhìn này. Trời ơi nó đẹp. Cái con này các chị biết là 300 mấy 400 một con á. Em bán cho 250 thôi. Tha hồ bán nhá, về tha hồ bán, tha hồ mặc. Con này cưng quá. 200 ngàn lên em mã nhung. Nhung Nhung nhá, nhung. Ôi chị nghe mới xin không nói. Bà vừa nói lên mã nhung cái chị lên nè má ơi. Mày phải nhanh chứ. Mày phải gào lên nhanh chứ. Không thôi chị đọc mã thôi. Chết rồi. Bà đọc mã rồi chị mới lên. Con này cho em nha. Đẹp không? Nhung cho chị Phạm Nga. Đây. Giá 200 tiền đây. Em mua đứa nào cho chị ca cháo. Chị cồn ruột quá. Chị uống thuốc quá. Chị cồn ruột quá. Hồi nãy tao ăn cháo mà tao ăn theo kiểu mà. Cho chị tô cháo kìa mấy đứa. Không, chị có mua cháo ly đấy em. Nhung nhiều xiên. Nhung 200. Chị có mua cháo ly đấy. Tụi mày pha nước nhiều vô đi. Tao uống nhung, uống nước cho lẹ đi. Chứ tao múc múc bằng miếng. Tao lâu tao mệt. Không có bùi mệt. Tao muốn lười nhai mà lười múc luôn á. Viên hàn tím sau lưng 390 nha mấy chị. Con này cho em. À, chị nào eo 74, 75, 76 nhá. Eo 74, 75, 76, 200 ngàn. Đi tiệc nhá. Lên cho em mã số 28. Trời ơi, con này đẹp. Ôi rồi, nhận 13 cái nào cũng mừng. Trời ơi, chị Phạm Nga. Các chị toàn là vô đây bảo em chị nhận mười mấy, đến mấy chục cái không à. Mười mấy chục cái không mà chị nào cũng ưng cái trơn á, chị thấy không, nhà em bán hàng nó rất là đẹp luôn á. Chị nào mà không ưng thì bảo em trả tiền cho, đừng lo nhé. Con này cho em. Đẹp cực kỳ như vậy ha. Không xẻ đâu. Con này đắt tiền nè, em còn có vài con hết rồi. Bán rẻ cho chị 200 ngàn nè. Về mặt lấy lọc. Chị nào eo 78. Chị nào eo 78 80 size L. Eo 78 80 size L 200 ngàn. Không âu đẹp nha. Lên em mã số 29. Mã số 29 giùm em 200 ngàn. Còn ta 2 triệu 6 chưa nhận nữa. Đợi, các chị đợi đi, nó đẹp lắm, yên tâm mình mà nhận. Eo từ 65 đến 85. Con này con 29 cho chị Phạm Nga. Con này con Âu VIP nha các chị nha, 200 ngàn. Cái này Âu Hàn nha, cái này hồi Nhật. Cái này Âu Hàn nha. Cái này cực kỳ đẹp này. Eo từ 65 đến 84, 85, 200 ngàn. Lên mã Âu 200 ngàn. 29, 200 ngàn. 29 đây.
một con đầm tiệc, một con tiệc hiệu Forever 21. Các chị nhìn này, nó dập hiệu ở đây đây nhá, hàng hiệu nó dập hiệu trên đây nha. Rồi ở đây là có hiệu tên của nó đây nhá, tên tuổi của nó đây nhá các chị nhá. Trời ơi nó đẹp lắm các chị, nó đẹp cực kỳ luôn á. Em mê con này lắm á. Con này em nâng niu mấy năm rồi đấy chị. Nâng niu chưa khi nào mặc thử luôn. Tại thích thì cất thôi. Thích thì cất, cho nên khi bây giờ đầy xào quá rồi đem bỏ bớt ra rồi. Những cái con khác nó lại mình thấy mới lạ mình lại đổi nó vào. Đẹp không? Cái này khi nào phơi á các chị nhớ phơi treo dây lên để cho cái này nó khỏi trễ nhá. Khi nào mình phơi trên treo trên xào á hoặc là treo trên móc á. Đấy. Chị nào eo 6572 200 ngàn. Quá đẹp. Chỗ này nó đính này, nhìn là đính sắc sảo không? Cái này nó đính cườm á. Đính cườm á, sắc sảo á. 200 ngàn nhá, eo 6572 lên em mã số 30. Âu hả? Âu đây. Có thấy Âu đâu? Âu cho chị nghe hè. Âu đây, Âu 200 đây. Không trả lời là người ta hết hồn á. Tự nhiên biết hồn cũng rảnh quá. 30 cho chị Thiên Tội và Phạm. Trời ơi em để dành cho chị Lê Thị Ái, hôm nay chị không vào. Em để dành cho hai con đi nhảy này mà nó đẹp vậy không thấy vào ấy thế trời. Em lại phải để dành lại em. Đâu? 30 đâu đây? 30 đây. Chị ơi em có 72 quay về thôi chị Thiên Cậu ơi. Đẹp quá đi vậy sao đây? Ôi ở đây cái con này con Âu Hổ đẹp quá này chị các chị. Con đây nha. Con Âu Hổ đẹp quá trời này, eo 65 em căng ra được đến eo 87, 90 được nhá. Eo từ 65 căng ra được eo 87, 90 đều được á. Trời ơi con Âu này mới là VIP này. Muốn cho em gái. Ông, chị muốn cho em gái à? Thế con này là cái chị gì này? Nó xích á, dây xích á. Chào em gái, chuột nhìn Phương. Dây xích đỏ đó các chị nhìn này. Nó là dòng dây xích đỏ này. Nó là con hổ của xịn đó. Chất lụa xịn cho đó. Cho hai con đi nhảy đi em. Con này cho em nhé, con này 350 thôi đấy. Trời ơi, em bán, con đừng gặp đầm, người ta bán tiền triệu, em bán có gì không? 350 đấy. Đẹp vậy đấy các chị. 350 ngàn lên cho em mã số 8. Chị nào xin lên lại, con nhảy của chị Lê Thị Ái rồi. Chủ của chị Lê Thị Ái đấy mà, con chị vào đi. Cái con này chị xin em 2 năm trước rồi ấy. Chị xin em từ 2 năm trước rồi, em chưa đưa đấy. Em để dành từ 2 năm trước rồi ấy. 2 năm trước em mặc con này đẹp lắm. Bây giờ em cũng nủ rồi đấy. Em để dành ấy. Mã số 8, 350. Nói chung em để dành cho ai rồi á. Mà em bán cho người khác tự nhiên em thấy tội nghiệp người ta. Bán cho chị Kiều Phương. Không phải người ta không có đồ mặc. Mà quý ở đây là cái mà người ta thích. Các chị có hiểu là một khi mà người ta thích rồi đó. Con đầm nó có rách người ta cũng thích à. Vậy đó. Mình cũng thế mà mình nghĩ là mình suy ra người ta. Để ngày mai em hỏi chị đi. 2 năm trước chị đòi đấy. Bây giờ chị có còn thích nữa không? Thế mà chị không còn ưng nữa thì em bán cho người khác được nhá. Anh Hữu, em đầy đến đây này, còn ngập đây này. Xong rồi em ngoáy rồi nhá. Để chị uống luôn đi, chị khỏi bốc, chị mệt á. Đổ nước sôi nóng 100 độ vào. Con này nhá, đi tiệc này, các chị nhìn này, đi tiệc nhá. Con đi tiệc này chất xòe này, nhìn này. Chị nào mà eo từ 65 đến 74 á. Eo 65, 74 nhá. Đẹp quá. Con đi tiệc này không đẹp nhỉ, lấy tiền luôn à. Các chị nhìn cái tùng này. Nhìn cái tùng mê không? Đó. Rồi, 150. Chị đã có chia sẻ bài. Con này 200, 250 cho chị địa chỉ, chị gửi tặng cho em 5 hộp kẹo ngập nha. Mã số 9. Chị ơi, tính tiền em đi. Tặng em ngại lắm. Tính tiền đi. Còn nếu tặng cho em xin 1 hộp thôi, còn 4 hộp tính tiền. Chứ ai mà tặng nhiều thế. Tặng nhiều thế. Em nói suốt ngày cho nên cần kẹo ngậm hỗ trợ ở Thanh Quản đấy. Em ngậm cái gì nhỉ? Bảo Thanh nhỉ? Cái uống cái tiêu kết thanh hàng ngày á. Nó ok lắm các chị, ok lắm. Nhưng mà nó cũng không có lại được đâu. Tại vì tụi em like một ngày cả 2k là 10 mấy tiếng. Nó không lại được, vẫn không đập kịp tiệc. Có màu trắng hay màu kem không chị? Có còn màu trắng chứ. Mà em để rồi, để dành rồi. Còn cái liền. Có màu trắng chứ. Cái con này cho em nhé. Chị nào có chia sẻ bài em bán cho 100 ngàn nào. Eo 72, 74 quay về nào. Chị nào eo 72, 74, 100 ngàn lên cho em mã số 10 này. Số 9 chị nào chốt 150 không? 150 không đẹp không mấy tiền đâu. Này gì đây? Mắc nổi đây. Không
sao chị Nga hả? Trời ơi, cho em nhiều quá. Các chị cứ gửi đồ, các chị khách nhà em cứ quý mến này. Cứ gửi đồ cho em đồ nhồi nhồi ấy. Trời ơi, em... Mười bao nhiêu? Ui. Mười. Mà mười 100 ngàn. Cứ gửi đồ cho chị bà Nga sửa giá. Cứ gửi đồ cho em nhiều quá, em ngại quá. Thiệt sự luôn á, người ta cũng đi làm cực khổ mới có tiền. Mình để người ta cho mình nhiều quá vậy nhá. Mình ngại á. Con này con giường chiếu nhá các chị nhá. Cái con này giường chiếu á. Đông quá à. Nhưng mà nóng quá chị uống đâu để nó bụng ngoại xuống. Múc nước buồn cầu cho bà. Chị mê đầm quá, chị không muốn ăn uống gì các em ơi. Chị không muốn ăn uống gì, nhất là nhai, không muốn nhai luôn. Chị chỉ ăn cháo mà không muốn múc luôn, múc lâu quá. Đổ nước nhiều vô uống có mẹ đi cho nhanh. Biết sai. Chị nào? Lựa gì cho chị đầm đẹp là ok rồi. Dạ ok chị. Em cảm ơn chị trước nha. Cái con này là một con giường chiếu của các quý bà ấy. Cái con giường chiếu này sang nhá, tụi em khui trong kiện đồng nhập ra đấy. Ở trong kiện đồng nhập đấy. Sang cực kỳ á, biết sai. Đẹp quá. Ôi biết sai mà đẹp quá đi chết rồi. Cái lụa này đẹp quá đi á. 150.000 giùm em. Ai gọi điện Zalo cho chị chết rồi, nó tắt rồi. Con này cho em 150.000, biết sai lên em mã 7 nhá. Mã 7 150.000. Mông ta ghi đẹp như vậy này. Mông ta ghi là một cái chất nặng rũ bát rồi. 7 bao nhiêu? Ơi. 7 bao nhiêu? À 150. Cái này hạng sang đó chị ơi, quý bà quý tộc ấy. Cái này tụi em khui trong kiện đầm VIP ra đấy. Trời ơi, em nhiều mấy con như vậy lắm ấy. Em để dành hết cho hơn là các chị ơi, em mê mấy cái món ăn chơi đấy á. Nhất là đầm dây. VIP An Nguyễn. Đầm dây đầm ngủ á, em mê mấy cái món ăn chơi đấy lắm, em dẫn cấp hết đi đó chị ơi. Các chị có tin là em cả ngàn cái đầm dây không? Đừng có nói mấy cái đầm ngủ này nhá. Chị nào mà eo từ 78 quay về này, eo 74-78 này. 150.000 lên mã 8. Mã số 8 giùm em. Ở đây em có một con độc lạ nhá. Chuẩn dáng bút chì. Chuẩn bút chì luôn. Con này mặc phê lắm. Ở đây là body ở giữa này. Xong rồi bắt đầu nó có hai cái nhánh như này. Hai cái nhánh như xòe ra vậy này. Cưng nhỏ. Thề bao cưng luôn đó trời. Bao cưng bút chì. Bút chì 150. Em kiểm tra cái ngực này coi ai mặc được. Like đầm dây đi em hôm nào. Hôm nào em đẹp trời hôm nay. Ô con này sang em. Ô con này sang em bán chi rồi. Hay là chật nách không? Có nách đâu mà chật. À có nách đây. Ô này đâu chật được. Sao em mà, em tưởng sao nhỏ, em bé lắm. Con này để hơi lâu rồi đấy, hình như tầm gần 3 năm rồi đấy. Con này em để hơi lâu rồi. Bạn em trước con là sỏ thử luôn đấy. Em thử coi, em mặc bút chì, nó có ra bút chì không? Mẹ mặc bút chì vào ra bút lông thôi. Tại vì tướng của em mình tròn đấy. Thường là những con bút chì nó không hợp đâu. Nhưng mà cái con này nó lụm xùm thì chắc may ra thì hợp. Thường bút chì cho dành cho mấy chị mà sai nhỏ chút. Thì mặc hợp. Chào các em. Chị mời đi ăn làm thằng ba gì à? Trời ơi, chị sướng nhá. Chị sướng lắm á chị Kim Hoàng ơi. Buổi sáng thì đi cà phê, buổi chiều tối đi ăn thằng ba, sướng thế em biết. Mẹ em mặc là bút lông thật. Như vậy cả ta. Trời ơi, em mặc vừa y luôn. Mặc vừa y luôn, em 82. Em 82, em 80, 82 vừa y. Các chị ơi, con này xinh quá. Nó có cái này làm cho mình tự tin nữa các chị. Thùm thùm. Xinh không? 150. Ai thích con thùm thùm thì tốt em 150. Giống cục than. Bút chì mà, cục than đâu. Bút chì. Nó lạ lại chỗ này nè. Nó lạ chỗ này. Em thích cái chỗ này. Cái này á, chị nào mà thích cho che vai á, đính một cái kim lên đây này. Để tay này cho em. Đây lắm. Đính một bên thôi. Đây mình. Một bên mất bên còn rồi.
đẹp không? 150.000 con à. Em thích cái con độc lạ lắm. Nó không giống ai á. Em mặc thoải mái lắm, lụa mà. Lụa có cái phía ngoài là von xịn á. Chị làm em 80-82 thì chốt nhé. 150. Lên mã 150 cho em. Còn không thì em sẽ để dành. Ngày mai em sẽ mặc nó. Em cởi bộ đồ ra mặc nó mới đẹp. Còn cái gì nữa không? Bạn mới mua nhiều đồ của em để diễn. Nhiều lắm. Nhiều lắm, không như vậy chưa đâu. Đang đi giặt nhiều, giặt còn nhiều. Hôm nay giặt cô có một ít thôi đấy. Cô giặt, nhìn cô giặt cô sợ luôn mà. Ngày mai nó giặt nó khô nhiều nữa. Con này theo nhá. Theo. Con này dành cho các chị em bao nhiêu đây? Mã gì vậy? Mã bút chi vậy? Không, 150 đấy. 150 đấy. Cô còn em thích con này đấy. Mặc cửa không? Vẫn còn thấy các chị lấy ở trong kho của mình ra vẫn còn mê. Chưa mặc thử bao giờ đâu. Em mà đồ cắt đi là không bao giờ thọc người vào. Chừng nào muốn gả nó đi rồi thì may ra sọc một tí cho nó vui thôi. Mấy con này công sở nhá. Cái này công sở hạng sang. Ở dưới nó nuôi cá nha các chị nhá. Này nhìn này. Mặc vô gọn không? Riêng cái đầm này á, mặc lên nó gọn cực kỳ. Tay nó dễ chịu lắm nhá các chị. Tay này không muốn cước này. Theo này các chị nhìn này, nó theo trực tiếp của đầm nhá. Chứ nó không phải dán dính gì đâu nhá, theo trực tiếp hai lớp đầm. Chị đang em 82-84 nhá. Ở dưới xòe đôi cá. Dễ thương ạ. Con này đẹp quá. 250. 250 lên cho em mã số 9 đi. Số 9 nhá, eo 82-84. Eo 82-84. Đẹp quá. Eo 82-84 dùm em 250.000, mã số 9 nha. Bút chì. Bút chì đâu? Đây, bút chì đâu, bút chì đâu. Bút chì trăm rưỡi. Bút chì cho chị Nguyễn Hồng Trinh. Em đột bút chì cẩn thận là chị ạ. Em cho các chị xem con này này. Trong 10 năm trời em khui hàng. Mã 9. Trong 10 năm trời khui hàng. Mà 9 đây, 250 luôn. Cái con kia 150, con này 250 đấy. Cho cái chị coi con này mới sướng à. Mã 9 cho chị Võ Thị Nguyên. Trong 10 năm trời khui hàng. Ở trong đầm Nhật có cái con nào á. Đây người ta gọi là chất von nhá các chị nhá. Von thung. Các chị nhìn này. Nó là von thung, nó không phải chất thung không nhá. Nó là von thung, thung xịn đấy. Để cho người ta chuyên may đầm dạ hội á. Ở trong đầm Nhật em khui ra trong 10 năm trời có con nào em cất con đó. Mà cái dòng này á nó chỉ có làm một form này thôi, cái dòng này sau kỳ đấy. Em khui 10 năm trời nhà chắc được mười mấy con ấy. Cất hết. Em cất hết không có để không bán một con nào ấy. Cái form nó mặc lên mắt rưỡi mà đẹp nha. Bữa nay là nó nhiều quá tải rồi đấy. Đưa ra bớt một con. Nhưng mà vẫn tiếc á. Chị nào eo từ 74 cho đến 78. Eo 80 thì cũng vừa. Nhưng mà các chị hiểu không? Vừa theo kiểu căng á. Vừa theo kiểu căng nó không đẹp ha. Vừa theo kiểu vừa nó đẹp. Còn cái con này nó có giãn mà. Trời nó đẹp lắm, mặc cứ như không mặc luôn. Các chị mặc cả tuần không thấy nóng luôn á. Con này em đã từng mê mẩn rồi. Cái mát sườn nó đâu rồi? Nó có mát sườn đàng hoàng tử tế nữa, vớ vẩn đâu. Đây này. Hàng hiệu bảo sao nó như vậy nhá. Các chị nhìn này, những cái con mà nó đi thêm mắt xịn bên này này. Đấy, nó đẹp như vậy này. Hàng của Nhật nhá. Con này cho em nhá. 250.000 lên em mã số 10 nhá. Số 10 đi, số 10 250. Ô, con này tôi không bán quá, con này để dành quá. Đem ra đây rồi vẫn tiếc mà. Con nhũ này nó hiếm mà. Thôi em chốt lại con này các chị nhá, con nhũ này hiếm quá. Em khui hàng 10 năm mà được con nhũ này mà nó đẹp vậy này. Cái màu này nó không có màu khác nhỉ. 10. Nó không bao giờ có. 10. Cái nhũ này. 10. 10 đây, 10 đây, 250. 10 cho chị Nguyễn Thư Lê. Trời ơi nó đẹp như vậy sao? Cái này eo 80 quay về là quá đẹp luôn á. Nhũ xịn đi tiệc các chị nhá.
Các chị mặc cái con này vào xong rồi các chị khoác cái vai, cái khăn lên vai á. Đẹp quá luôn á. 250.000 nhá. Vũ đi tiệc cho em. Bán đi cho các chị đi tiệc thì chứ em cấp đi không tiếc. Đây đem mã 11. Mã 11 cho em nhá. Em cấp đi mấy năm rồi đó. Cấp mấy năm trời rồi các chị ơi. Lầm em toàn là cấp mấy năm mua của hộ. Thế nó gọi là cái gì nhỉ? Của cổ không ạ? Bộ cổ không đấy. Con này ngày mai em mặc like. Ngày mốt chứ ngày mai được. Cái này ngày mốt em mặc like. Nãy quên về qua đây luôn. Mười một. Mười một, 250. 250 trời ơi cầm nó. 11 cho chị Vũ like. Trời cầm nó sướng, dí em nó sướng. Cái này của Nhật nó đẹp lắm các chị ơi. R, em nói R sướng, mặc sướng, R sướng lắm luôn á. Em nói R, R bên trong nó đã gì đâu á. Nhìn này. Cứ như kiểu là mình không có mặc lên người ấy. Mấy giờ? Các chị... Mấy một giờ mấy? À, em ơi. Đem cái này qua kia cho chị đi. Để chị like một chút chiếu cái đầm này đi. Sửa ra 250 hết đây tụi em. Chỉnh ra 2 giờ, chị like làm sư phẩm tí đi rồi nghỉ nha. Like 15 phút. 15-20 phút. Đẹp hết cái xào này lên cái xào cang đó chị. Để bên phía này nhá. Rồi, cái này. Tụi em cho chị em lấy từng mẫu vào đây chị, lấy mẫu mẫu một cái, lấy mỗi mẫu một cái, em gãi đều đây chị, trong khi chờ đợi chị. Em mời cho chị ăn cháo. Ăn cháo, ăn cháo. Ăn hết cái này mẹ em lắm buồn. Không, nó lấy từng cái bỏ vô em ơi, bỏ vô đi. Nóng tóc vô không uống được cũng vô. Tí xíu nó nguội. Tí xíu của bạn. Tậu uống 1 phút 30 giây xong. Ê, cháo này ngon mấy đứa ơi. Con này bao nay sao lại được 90? Ngon không? Ngon, cháo này ngon. Nó mới được ngày mai ăn. Nhưng mà nó vẫn không ngon bằng cái vị gấu lọc. Gấu lọc ngon hơn. Ngon, ngon thiệt, thơm thiệt nhưng mà không bằng gấu lọc. Cái này là cháo đậu xanh mà em. Trời, đậu xanh. Cháo này không ăn được. Ngon quá mà nóng. Ép đậu xanh. Nhưng mà đậu xanh nó không có, nó làm cho nó vây cho tụi em ăn, cho tụi em mát mà. Ngày mai á tụi em ơi, ở bên này á là một cái bọc mì kia á, nó có mì nhiều loại mì ở trong cái bọc ly đó, tụi em có muốn ăn cái bọc đó thì để lại. Và trong cái hai cái thùng kia, một thùng là hảo ly, một thùng là cái gì jet mom trong đó có cây xúc xích ở trong đó, đó. Ở trong cái ly đó có cây xúc xích thì tụi em lấy thùng nào thì lấy. Còn lấy thùng tụi em lấy thùng nào lấy, còn yêu em bê qua bên nhà đóng hàng ấy cho mấy người đóng hàng ăn. Ai lúc nào đói ạ? Đứa nào mà đi làm buổi sáng chưa kịp ăn sáng rồi ăn. Hoặc là đứa nào đến 10 giờ đứa nào đói thì ăn thêm. Đang bảo sang ăn chị. Mày ăn lúc đấy tao chưa ngủ dậy được mà ăn. Anh lọc lách. Cột nô rồi em. Đứa nào cột nô cột ô đẹp lên cột rồi đấy. Cái mẹ cái này có nào cũng cột nô rồi đứa ơi. Cái nàng cột nô này. Ta nỉ đi. Đây em cột cha trời ơi. Ừ. Đau lắm rồi em không cột nơ. Ừ. Thôi ta cột bạn bán một cổ tròn trước này. Chị ơi chị thương em không? Không. Ê, chỗ gì chứ? 250.000 cho em. Von rũ nặc tay. Eo chôn co dài lắm nhá. Em bán một cái chị xíu. Lê Thị Ái kìa. Chị Lê Thị Ái ơi đây. Có cái nào anh kim cho em kìa. À, cho ai? Anh kim còn chị, đó. Chị Lê Thị Ái. Có đâu, có mỗi con kia eo to ấy mồ mà eo to mà chị Ái không vừa, có đây chị bơi vào. Có một con anh kim hồi nãy nhưng mà sao chị không vừa. Chị Ái mặc eo 76 đổ về thôi. Rồi anh kim nó nhũ nó căng nó là vừa. Có cái hồi nãy 80 mà. Chị Ái ơi, cái con này 2 năm trước chị hỏi này. Em cắt đi 2 năm trước ấy. 2 năm trước ấy, em mặc vừa y đó. Chị con này chị hiện tại bây giờ á là con này là để em đo chuẩn cho chị con này nhá, sợ là không biết có mặc vừa không. Em đo chuột lại cho cái ngực con này. Hôm nay em dọn một mớ hàng trong chỗ xào vịt con ra. Eo 92 thôi, ngực 92 thôi chị. Ngực 92 nhá. Ngực 92 vừa chị vừa. Chị vừa chị ơi. Chị vừa. Chị vừa chị Lê Thái ơi, chị vừa nha. Con cháu cú nó kêu em
Thế con này đi khiêu vũ á chị ơi. Đi khiêu vũ á. Con này đi khiêu vũ đẹp lắm. Body 250 á chị ok không? Body 2. Ok chị lên chị ơi. Con này em để dành cho chị từ tối rồi, bao nhiêu người hỏi em không bán. Nhiêu 250. Đây. Thế con này này. Nó rốt ô này. Nó rốt tay rốt ô như vậy này, tức là nó xẻ trên vai á, nó xẻ trên vai một tí thôi xinh lắm. Đừng có sợ, đừng sợ gì hết, nó xẻ trên vai tí xíu này xinh lắm. Con này á là cái con đầm đi nhảy này. Cái này á chị mặc vào, chị mặc chị có nhảy cả tuần chị không thấy nóng luôn á. Nó xòe này. Khi nào mà chị nhảy tới cái điệu cái gì nhỉ? Passo á. Passo thường họ quay nhiều á. Có nhiều kép passo họ chỉ có phăng ra phăng vào, đi ra đi vào nó quay, đi ra đi vào nó quay. Mà riêng cái điệu passo mà nhảy con này thì chết luôn. Đẹp lắm chị ơi. Đây. Ồ đẹp. Ok luôn. À bao nhiêu nhỉ? Con này 350, 350 ngàn nha. Ok luôn. 350, 350. Con này đúng size chị luôn á, đúng size á. Sửa cái con tím 350 nha. Cái con này chất thầm sướng lắm. Ok luôn. Đấy, để dành cho em, để dành cho chị từ xíu rồi em không bán mà nhiều người hỏi lắm em chẳng bán. Nên tại vì trừ khi là chị không lấy thôi, chứ còn hồi trước chị dặn rồi mà chị hỏi rồi mà em không bán, giờ em gầm bán gì khác. Má. Lỡ con phải cầm đối. Thì mà dẹp con số 1 này ra đi. Để con lên con này có số 1. Con này eo từ 65 em căng ra được. Bây giờ em lên Vinhàng siêu phẩm nhá. Đồng giá 250 ngàn Vinhàng siêu phẩm. Eo con này eo từ 65 đến 85, 86. 250 ngàn các chị nhìn này. Dập ly này. Đẹp không? Nó đẹp kinh khủng khiếp. 250 ngàn lên mã 1 giúp em. Em ơi, mỗi mẫu một cộng một mẫu, mỗi mẫu một ô, còn bao nhiêu em toàn cái cuối này. Để cho chị lên chứ, lên từng ô này. Tôi chấp bài của em ơi chị ơi. Con này ở đâu rồi tụi em? Ở đây rồi. Em có một con. Mẹ có một con một thôi. Nên con đầu tiên. Mẹ con một đầu tiên luôn á. Số 1, chúc mừng chị nào cho con này. Chị Võ Thị Diệu. Trời ơi, chúc mừng chị Võ Thị Diệu một con luôn á. Thật không mà thề đi. Ừ. Đâu? Thế mình làm cái vẹn bình ấy em. Tôi chị con này là cái tiết đầu tiên. Cái gì này tí, đây là cái mai sừng. Đây cái khừng này em cầm mai sừng. Đánh đẹp rồi nó. Đó, đẹp. Dài nó xấu. Dài, nó dài vừa phải mà, nó có dài quá đâu. Úi dồi ôi, con này các chị ơi, tuyệt phẩm hoa nhí, nhìn nha. Nó đẹp hơn Vi Nhật, các chị mua 1-2 triệu ha. 1-2 triệu, đừng có mua được con Vi Nhật như vậy nhá. Đây là con Vi Hàng nhá. Nhìn này, dập lên dập ơ này. Ủa đẹp quá. Em nói nhỏ nghe, rũ nặng tay chốt đi. Con này cho em eo từ 65 cho đến 85, 86. 250 ngàn, mã số 2. Mã số 2 giùm em nhé. Mã số 2. Con rũ nặng tay. Rồi có 250 ngàn, mua đi các chị ơi, mua thoải mái đi. Cho đây chơi. Mã số 2, cho vô. Cái gì con kia này xèo xèo như mèo đái vùng do vậy? Đi chơi. Mày đi xèo xèo cái gì như mèo đái vùng do vậy? Thương em không? Có, thương. Kìa. Mã số 2 cho chị Hương Nguyễn. Chị Hương Nguyễn 250 miễn ship. Đẹp quá chị ơi. Em cầm một đầm để chị. Mã số 2 cho chị Hướng Dương Ngô. Chị Hướng Dương Ngô 250 miễn ship luôn. Mã số 2 cho chị Hạ Thuy. Rồi hết số 2 nhá. Em hết mã 2. Úi dồi ôi, con này nó đẹp. Em nói thật với các chị ấy về cầm con đầm lên đi hỏi. Xong rồi mới suy nghĩ lại. Có cái phường nó xúi đúng không? Nó xúi được. Đấy, nó té tiếp từ đầu. Em nhìn kia em cột. Chị lấy từ đầu xào với xào cho nó khỏi bớ hiểu không? Nó. Đây cột chưa? À chưa. Con chị cột cái mẫu này. À chưa. Nó chị em lấy từ đầu này nè, xong rồi nó lấy từ vít đấy. Úi dồi, tao không biết đường cái mò đây đấy. Trời, con này đẹp quá. Hôm nay chị bắt đơ, nó không đẹp. Tâm trạng hôm nay nó đang là bồ trồn. Khi nào eo từ 65, em nói nhỏ con này nha. Con này nó vip lắm luôn á. Eo từ 65 đến 85, 86. Nhìn này các chị. Nó đẹp như vậy này. Nó đẹp như vậy này. Nhìn này. Nó đẹp như vậy một nàng tiên. Xăng rồi nó đẹp như vậy này. Chị ơi, em lấy sĩ. Chị nào? Không thấy ai gọi hết. Chị cúng con. Úi dồi ôi. Hồi chiều này có hai chị. Nhà em danh sách khách sỉ nó dài á. Một ngày em cũng không có thời gian để gọi điện cho người ta luôn á. Mà đầm thì nó về nó khan hiếm.
đợt này đầm nó lên giá, các chị biết không? Mà trong khi đấy á, tụi em về tới đâu nó hết giấy, cứ lên like là hết như thế này này. Bởi vậy không có cái thời gian gọi các chị luôn á. Chị ơi, chị cún rồi. Chị cún rồi. Hồi chiều cái phải chị gọi cho em không? Số thoại đuôi bao nhiêu đấy? Phải số thoại đuôi, số lên số thoại đuôi thì em mới 3 số đuôi đấy. Lên 3 số đuôi thì hồi chiều cũng có hai chị. Em gọi điện cho rồi, em hẹn lên like rồi mà không thấy lên like gì hết. Em đợi nguyên buổi chiều nay không thấy lên like. Xong bây giờ em mang lên bán, em bán một tí là hết đấy. Chị cún rồi, chị cún to rồi. Cúng, cún chị này. Cúng à? Cúng con. Cúng con là con cúng con, càng cúng cúng, cúng lúng gì. Đúng không? Cúng. Cúng con, chị lên 3 số điện thoại cuối hộ em nha. Chị lên 3 số điện thoại cuối để em biết đường này. Em biết đường mò đấy. Ồ. Hết rồi. Đây sẽ cái xỉ nhà em bữa này. Dài luôn đấy. Dài lắm. Không có thời gian gọi cho người ta. Con này cho em nha. 250 ngàn. Chị bảo lên like chọn hoặc chị gọi em. Bảo hồi nào? Bảo hồi chiều đúng không? 028. À, chị ơi, chị chọn đi. Con này chị ok không? Nếu mà chị ok thì chị lên cho em mã số mấy? Bác mẹ có điểm vào đây em coi nè. Số điện thoại 3 số cuối là 028. Chị lên mấy con? Vậy lên số 3 đúng không? Rồi chị ok thì chị lên số 3 đi. Em nhặt cho mỗi mẫu một con. Để em tìm nha. Chị ok em nhặt cho mỗi mẫu một con. Trời ơi, hoặc là chị cứ chọn đi, còn mà con nào chị ưng thì chị lấy. Em vẫn chờ lại mỗi mẫu một con cho chị. Còn nếu mà cái số 3 này chị không lấy, chị lên là 3 không lấy thì để em khỏi chờ. Nhá, con này số 3. Alo, ok. Mã số 3 cho chị cũng con. Rồi chị chốt xong đi, tí xíu em nói chuyện với chị tiếp nhá. Cứ chốt đi, đừng có lo. Nhà em bán xỉ nó lấy chung mấy lần. Đây số 3 chị cũng con rồi, các chị khác chốt số 3 thì chốt đi nhá. Nó không mấy con thôi. Cái này nó đẹp lắm, đẹp hơn cả viên nhật ấy. Nhìn này, cái chất lượng của nó này. Em nói ai nhận đồng nhà em cũng khen hết rồi đó. Không có ai chê, chê là chỉ là túi không có tiền chê thôi. Mà số 3 cho chị bất thủy. Hoặc là không hợp gu á, không hợp gu chê thôi. Chứ còn ai nhận hàng nhà em về á, có chị mua 30 con mua mặc á, 30-40 con vẫn vừa mua tiếp. Số 3 hai em đuổi nhá. Em đuổi. Chị nào lấy số 3 mau kẻ hết nhá, có mấy con thôi. Còn số 3 tốt thì em. Mã số 3 cho chị Hoa Bùi. Chị Hoa Bùi đây. Nhanh tay còn, chậm tay hết nhé, số 3. Eo từ 65 đến 85, 86 được nha. Các chị nhìn này, nó rũ mà nó đẹp rồi này. Trời ơi, dập ly đẹp như thế này thì các chị ơi, 300 mấy một con, bây giờ bán có 250, miễn ship đây. 250 miễn ship nha. Có ngược 95 không em? Cái vú em bao cho 108 được chưa? Đủ chưa? Đủ vú chưa? Cái dấu bao cho 108 luôn nha. À, số 3 cho chị. Chị được rồi. Mã số 3 cho chị Nghiêm Thị Thành. Đấy, nhà em mà chị khách mới nào không cho địa chỉ vào trong tin nhắn mà chốt đơn là em không chốt cho các chị. Chị Nghiêm Thị Thành cho địa chỉ rồi. À, cho chị 5 đồng. 5 đồng em cứ chốt đi rồi ngày mai nó tính đơn rồi nó báo cho chị biết là giữ đơn thì như thế nào. Giữ đơn thì cọc cho em một ít, em giữ đơn khi nào bên bưu cục có đi được thì đi, tại vì Lâm Đồng bên này đang bị tắc tuyến, người ta không cho đi á, dịch á. Em giữ đơn cho các chị nhá. Rồi các chị nào muốn em giữ đơn thì em phải cọc cho em, còn các chị mà không cần giữ đơn ấy đi thoải mái không cần cọc. Trừ khi là 2-3 triệu đổ lên thì mới xin cọc thôi, còn không vài trăm ngàn đi thoải mái, cọc kết gì thôi. Còn một con cuối cùng nhá. Một con cuối cùng. Dạ, em lấy đeo này được không? Cái này nó nhu lắm. Nhìn nha. Nhìn nó nhu giống viên nhật không? Mã số 3 còn không? Mã số 3 cho chị Lê Phan. Em bán mấy con đầm viên nhật này khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu. 2 triệu mấy. Bây giờ viên hàn cầm con viên hàn lên bày bán 250. Mình cảm giác con viên hàn nó tội nghiệp quá. Nó quá đẹp á. Nó quá đẹp như vậy này. Tội nghiệp không? Tôi cũng cực kỳ rũ nặng tay nữa chứ. Eo từ 65 đến 85 á, 86 á. Các chị nhìn này. Nó đẹp vậy này. Eo từ 65 đến 85, 86 nhá. Lên cho em mã số 4 nhá. 250 ngàn mã số 4. Mã số 4, 250 này. Đẹp quá. Cho chị muốn nắng nóng đi. Chị hết cái nóng này mà. Cho chị xin chạy nóng. Ủa con này đẹp quá. Rất là tắt đâu đẹp nhỉ. Em tắt á. Trời tắt tụi con nào tắt đẹp quá. Các chị nhìn này. Tuyệt đỉnh hoa nhí này. Tuyệt phẩm hoa nhí cho em. Mấy chị ơi, mấy chị chấm chấm bài hộ em với nha mấy chị ơi. Tuyệt phẩm hoa nhí nhá. Eo từ 65 đến 85, 86. Chị nào eo từ 65 đến 85, 86. Chất con rũ nặng tay, dập ly hoàn hảo nhá.
250.000 em miễn ship tận giường luôn. Mã 4. Lên em mã 5, mã số 5, mã 4 đây. Mã 4 cho chị Hồng Trần. Chị Hồng Trần một con mã 4 này. Mã 5 cho chị Cúng Con. Mã 5, mã 5 cho chị màu đen. Dạ đang lên bên hàng không có đồng ngắm qua gối nha chị ơi. Đây. Mã 5 đây, mã 5 của chị kia. Em bỏ riêng của chị này, chị của Cúng Con. Còn kẹp giấy luôn em, hỏi chị Cúng khỏi 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 bấm giấy luôn. Em kêu bỏ con bình, em hỏi bỏ bình nè. Em chỉ mới được có hai con nhiều. Nhưng mà khỏi bóng giấy luôn đấy. Tại vì bỏ bình kia khỏi bóng giấy. Ok. Các chị nhìn con này nó đẹp, đẹp dã man. Nó đẹp như vậy này các chị. Nó đẹp như vậy này. Trời ơi. Chất nó nặng, chất nó đã lắm, chất cực kỳ đã. Đã lắm, nhà em bán mấy cái này uy tín lắm luôn đó các chị. Eo từ 65 đến 84, 85, 86 luôn nhá. Eo từ 65 đến 86. Dập ly dập ơ đẹp như vậy nè. 250.000 lên em mã số 6. Mã số 6 dùm em. Tí số 5. Em dẹp đi rồi hả? Tí nó không biết được nào 56. Tí ừ. Lên ít hàng còn beo và đồng một màu cho em chọn nhé. Còn beo thì nó cao tiền. Có em lên cho. Mã số 6 cho chị Cúng Con. Em lên cho nhưng mà cái đấy nó cao tiền. Nhưng mà bữa nay là em còn ít em xả rẻ cho. Rẻ cũng không có rẻ lắm đâu, nó cũng giá cũng có cao ấy. Em đang bán với giá 500 mấy con ấy. 450, có loại 450, có loại 550 đấy, đẹp lắm. Đa số là màu trắng nhiều. Đa số là màu trắng nhiều ở trên đại bàn. Chị nào và eo từ 65 đến 84 85. Nhìn nha. Eo từ 65 đến 84 85 tuyệt phẩm hoa nhí nhá. Dập ly dập ơ hoàn hảo như vậy. Đẹp rồi đó, 250.000 lên em mã số 7 à. Mã số 7. Không nghe chị nói à, Cúng Con không cần lên giấy. Nó đẹp như vậy này các chị. Trời ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 85, 86. Con này đẹp quá vậy. Màu xanh rêu rêu các chị, màu rêu rêu á. Eo từ 65 đến 85, 86 lên cho em mã số 8. Mã 8 giùm em. Mã số 8. Biết rồi thì để riêng ra vừa lên con này xong lấy con này rồi sao có mua. Cái con này đẹp quá. Mã số 8 thì chị Cúng Con. Số 8. Chị Nga Phạm, chị chưa cho em thông tin và tin nhắn Facebook nên em chưa chốt mã 7 cho chị nha chị ơi. Không, con này khác. Con lấy cái này, 8 cái này mày môi, mà môi 8 ở đây quá trời đi. Con này con khác, con lấy cái nền màu tím, mày tím mà. Còn con này con màu rêu mà. Con này cái kia mày tím. Mở đâu thế ơi. Trời ơi các chị nhìn cái tin nhắn của tao. Trời ơi các chị ơi nhìn cái con này đi. Con này nó đẹp quá đi chăng. Trời ơi đẹp quá đi á. Eo từ 65 đến 85, 86. 250.000 đây mã số 9. Mã số 9 đây em, mã số 9. Cái 16 giây hả? Cái gì? Cái 16 giây đúng không? Alo. Đây. Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại, địa chỉ và trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên line mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Mã số 7. Chị nha, chị nghe Phạm và chị vào tin nhắn cho em đầy đủ thông tin vào trong đó nha. Nhà em không gọi điện chốt đơn nha chị ơi. Nhà em không bán đầm theo số ký nha các chị ơi. Các chị đo được vòng eo thì vào chốt nha mấy chị ơi. Chị nào mà khách mới á, cho địa chỉ vào trong tin nhắn rồi á, thì ra đây chốt đơn em chốt cho các chị. Còn các chị chốt đơn ở đây em kiểm tra trong tin nhắn á, Facebook vẫn không có địa chỉ, em không có chốt. Em không có xuống đầm cho chị các chị đâu. Xuống rồi các chị, tí nữa các chị sẽ chán các chị đi là em không có nhặt đầm lên được nhá. Em mệt, em không có nhặt để dưới lên được. Nó mất duyên lắm. Cho nên chị nào em kiểm tra trong tin nhắn có địa chỉ thì em mới xuống đầm cho các chị ha. Còn không em không xuống nhá. Em chốt cho người khác luôn á. Số 7 chị nào đây? Chị có chị nào ấy? Chị Nga Phạm là cái chị mờ nói đúng không? Chị Nga Phạm. Số 7. Chị Nga Phạm là chốt chưa? Chưa, đã cho trong mẹ chốt. Số 8 chốt chưa? Chị Cúng chốt chưa? Chị Cúng Con đi. Số 9 chốt chưa? Số 9 chị đó đang em đang xin địa chỉ mới cho xin hỏi. Dạ. Chị Nguyễn Đào hả? Vâng. Chị Nguyễn Đào ơi nhắn tin liền địa chỉ cho em gái. Mà số 9 cho chị. Rồi, cho rồi. Số 9 cho chị Cúng. Số 9 cho chị Nguyễn Đào. Lấy con số 9 cho chị Cúng. Lấy con nào được cột lơ ấy. Công nào nó cột mà lấy con cột nơi của nó. Đẹp.
đầm một màu tí em lên cho, em lấy cho. Yên tâm. Con này cho em eo từ 65 đến 85 nhé. Chị nào eo từ 65 đến 85, chất von rũ nặng tay như vậy nè. Dập ly dập ơ hoàn hảo nha. Con này đẹp quá. Đẹp quá trời luôn đó. Con này lên cho em mã số. Em 100 chốt bức sai giùm em nha chị ơi. Mã số 10 cho em nhé. Mã số 10. Eo 101 chốt bức sai giùm em nha chị ơi. Mã số 10. Con này cho em nhé. Con này có một con à? À có. Con này cho em này. Trời, con này rũ đã quá. Tí lấy cho chị 10 đồng một màu. Rồi, ok ok. Cổ đức sau lưng em luôn. Ok ok ok. Eo từ 65 đến 85 86. Con này đẹp quá. Chất con. Em chào chị Phụng Võ nha, em chào các chị mới về nha, các chị mới chất về. Chất siêu đẹp nha các chị nhé. Chia sẻ nha chị ơi. 250 lên cho em mã số 11 nhé. Mã 11 cho em để đây. Con này đến. Mã 11. Eo từ 65 đến 85 86. Trời ơi nó đẹp. Dạ dạ. 250 ngàn lên em mã số 12. Nó đẹp như vậy này. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Eo từ 65 đến 85 86 cho em. Ôi đẹp quá. Lên cho em mã số 13. Mã 11. 11 cherry ở. Mã 11 cho chị Vivi An Nguyễn. Ô con này đẹp quá đi đó. Mã 11 cho chị Nguyễn Thị Minh Ngọc. Trời ơi con này quá đẹp các chị ơi, nhìn hoa chị nhí này. Chị nghe Phạm ơi, không cho số điện thoại địa chỉ trên like nha. Em và tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin vào trong đó nha chị ơi. Eo từ 65 đến 90 giùm em. Xin lỗi, eo từ 65 đến 85 86 cho em. 250 ngàn lên em mã số 14. Mã 14 cho em nhé. Eo từ 65 đến 85 86. Trời ơi con này đẹp quá đi, con áo cũng đẹp. Con áo cũng đẹp các chị ơi. Hoa nhí nó đẹp rồi này. Con này lên cho em mã số 15 nhé. 250 ngàn. Trời ơi đẹp. Eo từ 65 đến 85 86. 250 ngàn lên cho em mã số 16. Trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi con này đẹp quá các chị ơi. Eo từ 65 đến 85 86 nhé. Lên cho em mã số 17. Chị Nguyễn Thuận, chị chưa cho em đầy đủ thông tin và tin nhắn Facebook. Em chưa chốt mã 15 cho chị nha chị ơi. Eo từ 65 đến 85 86. Con này đẹp quá các chị ơi. Nó không đẹp là không lấy tiền, là chất của nó bao mê luôn. Các chị thấy nó mê không? Xin thông báo chị nào khách mới chưa mua hàng nhà Trúc Phương khi nào muốn chốt được đầm, nhắn tin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong tin nhắn Messenger của Facebook. Nếu có địa chỉ thì em sẽ chốt hàng cho các chị nhé. Chị nào chốt được mã trên like mà không có địa chỉ em bỏ qua luôn nhé. Con này cho em nhé, lên cho em mã số 19. Mã 19. Mã 17 cho chị Nga Hà. 17 con này. 18 cho chị Cúng Con. 18. Cái con này có 19 á, có 18 là có 19 rồi, lấy 19 cho chị cuốn đi em ơi. Lấy có 19 cho chị cuốn. Lấy có 19, 19. Tại vì chị lại cái 18 chị chưa lên. Đây bên đây. Bên chỗ quả cherry trắng. Đấy, mày vừa bò tay vô đây, chỗ quả cherry ấy. Đầu tiên đấy. Chị Liên Nguyễn, chị chưa cho em đầy đủ thông tin và tin nhắn Facebook. Em chưa chốt mã 14 cho chị nha chị ơi. Đâu, cái này. Ừ. Chị lại chơi con què gì đây? Chị Đông Phương bất tài, chị chưa cho em đầy đủ thông tin và tin nhắn Facebook, em chưa chốt mã 15 cho chị nha chị ơi. Rồi con này mới là con 18 nha chị ơi. Hồi mã 19. Con này mới là con 18 nha. 19 em chốt cho chị cuốn rồi đấy. Không. Ủa nãy chị cuốn mã 18 à? 18 nhưng mà chị không đọc 18, chị lên 19 trước được chưa? 18 sao nghĩa? Thì ai chốt đi, mày cứ nói chị cuốn thôi, đâu biết đâu. Tao tưởng mày chốt cho ai cho một mình chị cún. Ai chốt 18 thôi thì chốt đi. Eo từ 65 đến 85, 86. Chị cún có lên 19 đâu. Chị con mẹ con này ngu thế, tao đã bảo rồi là cái chị tưởng chị lên số tới luôn là 17 rồi đến 18. Nhưng mà cái con này này, nó chưa có cột, nó nể được này. Cho nên 18 chị bỏ qua, chị nhảy qua số 19. Thì chị tưởng chị lên 19, 18. Mày hiểu ý chưa? Rồi 19 nha chị Nga Hà. Tao nói đến mức độ vậy nhưng mà cứ ngồi nhoi. Tạm gác tháng với mấy cái này. Eo từ 65 đến 85, 86. Đẹp quá. Đẹp như vậy đó. Con này cho em nha. Mã 15 cho chị Nguyễn Thuận. Mở qua số 18 luôn nha, con này mã số 20. Cái con này này, cái nền của nó màu tím tím á, cái gì ạ? Nên đen tím tím á, đẹp lắm. Có cái con hồi đấy á, nó có con giống vậy nhưng mà cái nền màu khác nhá. Con này mã 20 thì em. Ủa này đẹp lên. Mã 14 cho chị Liên Nguyễn. Chị nào em từ 65 đến 85, 86. Con này lên cho em mã số 21.
Pin dập ly các chị nhá, chất con mềm đủ đội rồi này. Bà có 21 của em. Trời ơi con này nó đẹp. Nó đẹp không con pin Nhật, các chị mua vài triệu bạc còn thua con này của em á. Cái này là pin hàng nhá. Em bán cho các chị với giá 250 miễn ship đây. Nó đẹp lắm đấy. Các chị mặc con này lên không ai nói pin hàng luôn á. Chị nào eo từ... em không lấy số điện thoại địa chỉ trên line nha các chị ơi. Chị nào eo từ 65 đến 85 86 nhá. 250.000. Em ơi chị không chốt được từng chiếc lấy. Lên cho em lấy 50 cái. 22. Lấy giờ em đặt từng số chị ưng nào chị lấy đó đi. Hay là em nhặt cho chị mỗi mẫu một cái. Ở đây có mẫu nào em nhặt cho chị mỗi mẫu một cái. Đẹp như vậy nha. Đẹp quá trời như vậy này. Eo từ 65 em căng nó ra được đến eo 85 86 nha. Chị kêu chị đi chọn trên line lắm. Lên cho em mã số 23. Chị em chọn cho mỗi mẫu một cái. Thì chị em chọn cho. Hoặc tí em gọi video cho chọn. Mã 21 cho chị Võ Thị Hồng Loan. Đẹp như vậy này. Eo từ 65 đến 85 86 nhá. Lên cho em mã số 24. Mã 21 cho chị Võ Thị Nguyễn. Mã 22 cho chị Lê Phan. Mình phải giao số cho đàng hoàng nha. Mã 22. Ê đây nè, đọc từ từ cho con nó. 22 con này. Bên này này. Bên này này, bên tới. Ừ. Ừ. Bởi tao thấy tao biết mày mù đường rồi, tao muốn mã 22 cho chị Nguyễn Thuận. Tao muốn mày lấy đấy, số 1 thì mày để đây số 1 kéo. Mày lấy số 1 mày để ở cuối sao? Mã 22 cho chị Nguyễn Đào. Em biết rồi. Mày đã mù đường rồi chớ mà mày lại đi tạo công việc làm cho mày nữa. Em biết rồi. Cái sao đó, cái sao này hai cây sao sát nhau mà chỉ việc lấy số 1 về để ở cuối. Chị ơi, đọc tin nhắn cho em. Ơi, đọc tin nhắn cho em. Nó mù đường vậy mới có việc mà nói chứ. Trời ơi con này nó đẹp quá. Làm sao em bảo em biết rồi. Eo từ 65 đến 85, 86 cho em nhé. Đẹp quá cái chị ô này. Đủ đẹp nha. Con này lên em mã số 25. Mã 25 giùm em. Điều gì, điều gì, đọc cái gì. Chị Nguyễn Thảo ơi, chị vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin vào trong đó nha chị ơi. Từ đây em xíu. Chị loại đấy. Chán nhở. Nè chị. Mã 22 còn không? Thôi chị coi là sao. Mã 24. 24 cho chị Lê Phan. Cũng chào chị Hồng Nhung nha. Chị Hồng Nhung vào rồi đó. Chị ơi chị, đầm Nhật mà chị đưa cho em mấy cái con xanh này đấy. Nói chung nó cũng tiền triệu đấy. Nhưng mà riêng những con Nhật mà chị chụp hình này này, những con này là tiền chục triệu á chị. Có con thì 3 triệu mấy, có con thì 2 triệu mấy, có con thì mười mấy triệu á. Mấy cái con hổ nó mười mấy triệu á chị. Tao bán mày xấu hãng bây giờ tao hỏi còn 2 con đúng không? Lại mày lại lại. Nãy giờ em bán là Vin Hàn đấy nhá. Nãy giờ em bán là Vin Hàn đấy nha chị. Anna. Còn chị muốn mua bên Nhật, VIP PC em gọi điện gọi cho. Em lên gần hết tour rồi, em hết tour em gọi điện video cho. Trời, ví dụ như này chứ, cái đồ mẹ vác một đống đầm Nhật tiền triệu ra vật vào mặt tôi mày. Nhưng mà nó chưa bằng cái hình mà chị vật vô. Nhà em chuyên dòng Nhật mà, các chị cứ để ý ấy. Nhà em đi Nhật những cái lô VIP đấy. Đi cả tỷ một lô á, một lô em đi cả tỷ bạc á, nó nhiều lắm, nó đẹp lắm. Các chị muốn lấy cỡ nào em làm cho. Em làm theo sở thích luôn á. Nhà em nổi tiếng nhất là hai dòng Nhật Hàn thôi chị. Em chỉ có bán hai cái dòng này em nổi tiếng lắm luôn á. Để chị được 24 nha chị. Yên tâm nhá, em like qua một lượt em gọi điện cho. Mình nói chuyện riêng nhá. Này em ơi, trả điện thoại này. Dạ đang lên giá 250 nha mấy chị ơi. Chị nào bán viên Nhật mà hàng VIP mà gặp em thì em tới đâu rồi? Em tới 25 rồi đúng không? Rồi, bên này đây chị nào. Em gọi lại xuống. Em khi đấy em hỏi bên xuống đây. Em nhìn thấy con mẫu thì là cái mẫu luôn đỡ mệt. Tao thấy mệt quá, tóc mệt theo. Con này cho em nhé. Màu vàng cam á, eo từ 65 đến 85, 86 nhé. Cái này lên cho em mã số 1 đi nhá, mã số 1. Mày bỏ hai con này xuống cho chị Cún đi này. Chị Cún ở đây có hai con này, em bỏ cho ưu ái cho. Hai con này có mỗi hai con à? Có nhiều, hai con này có siêu phẩm thôi.
nó có nhiều, có hai con à, bỏ vào cho. Vâng, gặp nhà em rồi, em nói thật cho chị nhá, gặp nhà Trúc Phương Nguyễn rồi á, mua hàng về bán đấy chỉ có là lời, còn không biết bán thì về vốn, chả có ai bảo lỗ bao giờ ấy, có ai nói mua hàng em về lỗ hết trơn á. Đẹp như vậy này, em từ 65 đến 85, 86 lên cho em mã số 2 nhá, 250.000 mã số 2. Chị nào eo từ 65 đến 85, 86, trời ơi con này nó đẹp, lên cho em mã số 3 nhá, số 3 dây xích, dây xích dây ơ này, cái con dây xích này có mấy con rồi, cho chị con sọc đi, mà hôm nay con sọc thì con để đấy là cái mặt đây này má ơi, mã số 3. Cái con sọc bên này có mấy con, mày mới cái con què thì mới từ từ thôi, mày bạch bạch đấy chỗ đấy mấy con đấy, con nữa bên cạnh đây là thấy mang về cho bà đâu, cái con bên cạnh con sọc hồi nãy, ừ hai con đấy để gì giấu để cho mẹ mày đúng không? Mã số 3. Con ship về nhà cho mẹ mày nha. Con này có một con à? Mã số 3. Con này có một con à mà bé ơi. Cái này bỏ để cái chiếc kia kìa, chị lấy nó đô kìa. Mã số 3 cho chị Vũng Tàu thơ. Cái này mã có một con à. À à, có 3 đây à? 3 đây, ừ, chốt đi. Còn cái là số 4. Đừng có chốt số 4 nha, 4 có một con à. Tại vì cái chiếc... Ừ, thật chứ. Số 3 rồi này. Nhìn chảo luôn rồi á. Mã số 3 cho chị Anna. Tại vì này có mỗi thứ một con à, ngày mai chắc nó về nhiều. Ngày mai là về nhiều thì theo một chốt thôi, bữa nay nó sẽ để một con đấy. Thì người ta lấy nhiều thì bỏ vào cho người ta trước đi để đi mua cái lô lớn đi. Lấy cái con này nó đắt tiền á, tụi em ưu ái cho về bán. Lấy con này là mỗi thứ một con. Chắc cái này mỗi nó mới về nhiều, mấy mẫu này mấy mới về mỗi thứ một con. Đẹp quá nhỉ. Chị cuốn thấy không? Các chị mua mầm để mà các chị chỉ cần... Thế, thấy chị cũng không bằng. Các chị chỉ cần hỏi em là mua về bán thôi, em ưu ái hết cỡ luôn á. Giống như kiểu em ngày xưa á, em đi bán á, mà em bị lừa á. Bây giờ em thấy các chị em thương lắm, các chị nào mà bảo đi mua bán thương lắm luôn á. Từ là hết bao luôn, cả tỷ tiền ngu quá các chị ơi. Hết hết bao được không? Xuống đây. Các chị ơi, em nghỉ ở đây nhá. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai nhá. Ngày mai 8 tháng 3. Sẽ tri ân giảm giá rất là nhiều mặt hàng. Đầm vip. Mong là các chị ra ủng hộ em nhá. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe, ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhá. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.